đâu. Cái đạo tràng ai tỏ đường a năm điều quan tự tại cho tốt xấu tạo tự mình na theo ta như bóng theo hình na ta thọ quả báo phận minh kết thành sạp bê sa ta avera hôn tu sukhita hôn tu nidukha hôn tu abhyabhaccha hôn tu aroga hôn tu sambhati hasamit chan tu sukhi atta năng bariharan tu dukkha bhatta chayit dukkha phajap bhatta chanik phaya so khap bhatta chanik so ka hôn tu sạp bê vibhani no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giúp mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bích Hai dạ. Còn thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu về vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh tắc bạch để thọ trì quy giới. U ca sa ma văn phan tê vi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha si la ni ya cha ma bạch qua đại đức tăng chúng con xin thọ tâm quy và ngụ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti gặm bi ma văn phan tê vi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha si la ni ya cha ma bạch qua đại đức tăng chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì là tỳ dậm bi ma văn phan tê bi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma bạch qua đại đức tăng chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài trí đức từ bi hoan đàn thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng phật tử của chúng con và sa thú lành thay con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mày, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nước nam mà chúng tôi không được rõ. Kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào chư thiện nam thiện nữ, thiện hữu trí thức. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa năng ga chi ha mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Đăng mong sa năng ga chi ha mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp.
Sằng khăn sạ lăng gà chá mê, con lên với lòng thành kính xin quý tăng. Đồ ti yam vị bồ đăng sạ lăng gà chá mê, con lên với lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đồ ti yam vị đắm măng sạ lăng gà chá mê, con lên với lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Đồ ti yam vị sằng khăn sạ lăng gà chá mê, con lên với lòng thành kính xin quý tăng. Lần thứ nhì ta ti yam vi buddha hằng sa nang ca cha ha mi con em mình lòng thành kính xin quy phật lần thứ ba ta ti yam vi đắc mang sa nang ca cha ha mi con em mình lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba ta ti yam vi sang khang sa nang ca cha ha mi con em mình lòng thành kính xin quy lần thứ ba. Bụt đăng sa ra năng gà cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Đậm măng sa ra năng gà cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sẵn khăn sa ra năng gà cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Đồ tì giảm bi bụt đăng sa ra năng gà cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì đồ tì giảm bi thọc đậm măng sa ra năng gà cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ nhì đồ tì giảm bi sẵn khăn sa ra năng gà cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Lần thứ nhì đồ tì giảm bi bất đẳng sa ra năng gà cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba đồ tì giảm bi đậm măng sa ra năng gà cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ ba đồ tì giảm bi sẵn khăn sa ra năng gà mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Lần thứ ba tì sa ra nắp gà hạ năng Phạ rệ bôn năng, Pháp quy tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê, dạ chúng con xin vâng. Ba na thị ba ta, Vê ra mạ đê sĩ khó bất năng sâm ma đị giá mê. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự sát sanh. A đinh na đa na Vê ra mạ đê sĩ khó bất năng sâm ma đị giá mê. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Ca mê su mi cha cha ra Vê ra mạ đê sĩ khó bất năng sâm ma đị giá mê. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mu sa wa đa Vê ra mạ đê sĩ khó bất năng sâm ma đị giá mê. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối su ra mê ra ya ma cha pa ma đa tha na Vê ra mạ đê sĩ khó bất năng sâm ma đị giá mê. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự dạy dỗ uống rượu và các chất say. Mana ti ba ta quê ra mani sikha ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A đình na đa na Vê ra mạ ni sĩ khả ba đăng sa ma đi ya mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mi cha cha ra Vê ra mạ ni sĩ khả ba đăng sa ma đi ya mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hành. Mẫu sa wa đa Vê ra mạ ni sĩ khả ba đăng sa ma đi ya mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me ra ya ma cha ba ma đa tha na Vê ra mạ ni sĩ khả ba đăng sa ma đi ya mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say.
Imani bancha sikabadane sadukang katua ngapamadena ne chakalang samarakitabang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng phải giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. À, Ma Phan Tê, dạ chúng con xin vâng. Silena sukatinjanti silena phoka sambadan silena niputinjanti tasman silam visom thaye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhâm niết bàn, cũng nhờ dự giới bởi các cái cho nên cho Phật tử ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thu lành thai phước lành uất tam ăn ghê na quanh đê hăng ba đà phẳng sum và ruột tam ăn buột thể vô ca đi tổ đô sơ bột thâu ca ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng thẩm anh cha đều quy thăng răng thầm mê vô khá đi tâu đổ sâu thầm mô ca ma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đều quy thô tam ăn sẵn thề vô khá đi tâu đổ sâu sẵn khô ca ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Tê Atta Lạc Tha Sukhita Vrunha Buddha Sa Sane Aroga Sukhita Ho Tha Sa Sabbe Hít Nhà Tịnh Phiên. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Sa thu lành thai phước lành con đã tạo ra. Các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyên tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở màu giải thoát cái liền kiểm sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tay nước lửa binh, nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học với định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dạ đề quá ta sản ti vi ha ra qua xí ni thụ về kha rễ bơ thi ta rê ta hình ta tham ma đa nê na pa quan tu bộ chi ta so thiên ca rôn tê tha vi ha ra man đa lê thề ra cha ma cha qua ca cha phích kha vô sa ra mi ca đa na bát ti u ba sa ca gà ma cha đê sa ni gà ma cha ik sa ra sa ba na pa u ta su ki ta pa quan tu tê cha la vô cha dê vi cha an đa sam pa quan sanh xe đại cha ta a tha vô pháp ba tí ca
Nếu ya ni kang tham ma qua răng và tất cha tay sạp bè bị đuôi kha sơ kha rôn thu sang thà giang thà tu chi răng sa tặng tham mơ tham ma thà ra cha phục kha la sang gơ hô tu sa mạc gơ và a tha cha cha hê ta ya cha ẩm hê ra kha tu sắc tham mơ sạp bè bị tham ma cha di nô vụt thỉnh sâm ba bù nãy ya ma tham ma đi dập bà quê đi tên. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thật nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dâng, rồi xin hầu độ chư tăng, cửa tự ẩn nao phước hằng hạ xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiền nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại không lường noạn thai thâm hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đỏ đài, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con ngân hóa trong pháp Phật soi giáo truyền. Mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh để bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đạo giáo pháp Đức Phật Gautama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bích Thà Giá, nam mô Tham Ma Danh Sân Khai Giá. Con thành kính đảnh ngài, đảnh lễ ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Trần Đạo ơi, Trần Đạo có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, kính mời bàn tay Trần Đạo để thay mặt đạo tràng cúng thỉnh pháp sư ạ, và làm thị giả cho ngài được không Trần Đạo? Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, kính mời Trần Đạo. Sang khai giá, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, cùng chư tôn đức tăng ni, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma chaloka dipati sahang bati katang chali angthi warang aya jatha sangti thasatappa rajapkha chatika desetu thammang anukam bimang bacang sát tham ma bê rinh vi na yang cha ca yang sút tăng cha băng đăng api tham mở chấm măng a cô ta yang tô sát tu sát cha đăng đăng ba bô tha nay ye ba ri sa ya mạnh chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời,
nhắm vườn lộc dạ ngài dời chơn sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đã mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tịch rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con đã thỉnh pháp sư xong ạ. Dạ con xin kính thỉnh bàn tay của ngài Liễu Tông để thử mít nè. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô tát sa pa va to a ra ha to sam ma sam bu tát sa. Nam mô tát sa pa ga va to a ra ha to sam ma sam bu tát sa. Nam mô tát sa pa ga va to a ra ha to sam ma sam bu tát sa. Nam mô bồ tát gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư các sư nam các sư nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô bồ tát gia. Dạ con nghe tiếng của ngài rất là rõ ạ. Dạ xin mời quý anh chị trong đầu tràng có thắc mắc gì thì giơ tay trực tiếp hỏi ngài, hay là kết chat trên màn hình để cho Trần Đạo đọc những câu hỏi để ngài giải đáp thắc mắc ạ. Dạ kính mời quý anh chị. Kính mời Định Tuệ Song Tu có câu hỏi gì không ạ? Dạ kính chào quý anh chị trong đầu tràng. Quý anh có câu hỏi gì không? Giơ tay trực tiếp gặp hỏi ngài hay là đánh chat trên màn hình cũng được. Dạ xin mời quý anh chị. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức, con thành kính lãnh lễ ngài Liễu Tông, ngài Trí Đức và chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Trần Đạo cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin được hỏi câu mở hàng đi, để con thấy Trần Đạo cầm mic lâu quá mà không có vị nào chát lên cũng như không có đưa tay. Dạ con xin phép được hỏi. Dạ bạch ngài, con học cái câu pháp cú số 5. Thì ở bên trong pháp cú bạch ngài. Nhưng mà hồi trước giờ đó thì con học những câu pháp cú á, thì con nghĩ là những câu pháp cú này là có duyên sự thì Đức Thế Tôn mới nói ra. Nhưng mà con thấy ở trong đạo tràng
có cái câu trả lời là những cái chuyện cấp cứu là những chuyện thần thoại. Dạ bạch ngài, như vậy có đúng hay không? Những chuyện đó thì con nghĩ là có nhân duyên thì Đức Phật mới nói ra, mà bây giờ thì nói là chuyện thần thoại. Dạ bạch ngài, ngài cho con biết đây là chuyện thần thoại hay là những cái chuyện mà Đức Thế Tôn đã gắn cái duyên sự nào ngài mới nói ra cái câu chuyện đó. Nam mô Bích Tha Giá, con kính nhân mít cho ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bích Tha Giá, kính bạch Thế Tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, chắc là Đức Thế Tôn không có quẩn giống như chúng ta đâu. Ngài nói cái gì thì không phải tùy theo duyên sự của cái người nghe, ngài muốn nói cho ai thì phải dựa dòng số cái điều kiện. Thành ra còn những cái mình đọc cái diễn sự tích truyện đó, phần đông là được chú giải, họ giải thích theo cái tư tưởng của ngài. Ngài có ai có hỏi gì ngài chỉ nói vắn tắt, thì ngài nói xong câu đó ngài chỉ nói vắn tắt thôi. Rồi sau này chú giải họ thêm vô đây cho mình đọc mình dễ hiểu hơn. Vậy cái chú giải thì nó có nhiều loại lắm. Chú giải mà thường thường được đề cập tới đó là nó gọi là, nếu mà có chữ mà Maha Attakatha đó, tức là có chính Đức Phật giải thích. Còn nếu mà chỉ nói Attakatha không thì thường các bậc thinh văn, tức là những bậc A-la-hán hay là những bậc mà vào thời Đức Phật đó, họ giải thích cho đó môn đồ họ nghe, nhưng mà đều được sự tán dương hoặc tán thưởng hoặc đồng ý của Đức Phật, chứ không ai mà, nếu mà Đức Phật mà không có nói lên những cái điều đó thì ngài Ananda ngài không có cần nhớ những cái điều, mà khi ngài nhớ ngài nói lên đó thì chắc chắn là những cái điều mà chúng ta học chúng ta nghe đó chắc chắn phải được cái sự bảo đảm của Đức Phật. Còn những ai nói chuyện thần thoại, còn những cái chuyện mà quý vị nghe có những cái pháp mà Đức Phật không cần thiết cho chúng sanh nói cái đó thì nói chơi gì được, cho nói thiệt không có được. Ngày xưa đó, thời Đức Phật thì ngài không có nói ở đây là luật, đây là kinh, đây là thầy vị diệu pháp gì cả. Ngài gặp ai thì ngài nói. Còn cái tập tâm tạng thứ nhất, hai, thứ ba thì họ cũng có tập theo cái chiều hướng đó. Nhưng tới lần thứ tư thì họ mới bắt đầu, khi họ viết trên lá buông đó thì họ mới phân biệt ra cái chỗ nào là gì, là gì, là gì. Thành nó mới có những cái tạng kinh, tạng luật, tạng diệu pháp là vậy. Để cho chúng ta nghe, chúng ta dễ học hỏi, người sau này dễ học hỏi. Bởi vì chúng ta không có khả năng mà để nhớ hết những bao nhiêu chuyện đó rồi làm theo cái cách mà của các bậc A-la-hán hồi xưa. Mình phải chia ra để cho người nào dựa vào số cái điều kiện của cái tiền nghiệp người đó để theo môn học này nhiều hết tùy theo. Chứ còn cái nào Đức Phật dạy thì cũng dạy cho hàng tư chúng cả, chứ ngài không có dạy riêng cho ai. Mà hàng tư chúng thời vào thời Đức Phật đó, cũng như sau này có đắc quả này kia cũng là học trò của ngài cả. Bởi vì mỗi chư Phật thì có một số cái chúng sanh mà có duyên với ngài. Thì khi mà ngài Niết Bàn xong thì khi ngài độ hết tất cả những cái chúng sanh hữu duyên với ngài đó, ngài mới Niết Bàn. Hoặc là còn một số cái chúng sanh mà vẫn hữu duyên với ngài, mà hữu duyên theo kiểu mà nghe lời giảng của môn đồ của ngài, tức là Vinaya Sáu Quá Cả đó, tức là đắc đạo quả do nghe từ cái từ hành gì khác. Chào thầy Đức Phật cũng có với Hoàng Ngài Xá Lợi Phật, đắc đạo quả thì ngài đâu có nghe từ thẳng trực tiếp từ miệng Đức Phật đâu. Thì tất cả những cái nói cho tới khi nào mỗi số người mắc đắc chứng đắc đầy đủ cái con số đó đó thì lúc đó là giáo pháp kể như không còn ở lại với thế gian này nữa, cho tới khi nào phi khác ra đời. Thành ra những cái mà Đức Phật dạy cái đó đều mình nói với một cái tác ý nào đó thì coi chừng không khéo à, có thể bị cái tội là phỉ báng giáo pháp không chừng. Nên ra nói cái gì mà liên quan tới giáo pháp Đức Phật, liên quan tới lời dạy của ngài đó, thì chúng ta phải nên cẩn thận lắm mới được. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thú sa
Thủ con kính tri ơn Ngài đã giảng dạy cho con hiểu rõ hơn về những câu pháp cú, những lời Đức Phật dạy. Nam mô Bích Thai giá, dạ Nhục Bình kính mời Xích Kim cầm bích nha. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, ông xin kính chào sư Chí Đức, sư Liễu Tông và các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Dạ thưa sư, cho con hỏi một câu, có người hỏi con mà con không trả lời được. Họ nói con tại sao ở cõi trời vô sắc giới không có bậc sơ đạo, có bậc sơ quả nhưng không có bậc sơ đạo và các bậc khác nhưng chỉ duy có bậc sơ đạo là không có. Dạ con xin sư giải thích cho con xin cảm ơn ạ. Mô Bích Thầy Gia, kính bạch chư Tôn Hiền Gia, kính thưa chư quý vị. Lần sau đừng có đi nổ, đừng hỏi lại, không có biết đường trả lời. Con hỏi không muốn biết thì kiếm các vị sư hỏi cho chắc ăn. Thường thường cái bậc cấp đầu tiên đó, cái bậc thánh đầu tiên đó, thì phải thấy cái danh sách. Thành ở cái nơi mà không có đủ cái đó là không, sẽ không có cái bậc thánh đầu tiên. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái tâm sơ đạo phải nương nhờ vào hạt tây giá quá thủ một cách chắc chắn. Chúng sinh nào mà không có hạt tây giá quá thủ thì chúng sơ đạo không thể phát sanh được. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá, nhà sa thú sa thú. Câu trả lời của Ngài đối với Xích Kim. Mà Xích Kim có muốn hỏi nữa không ạ? À? Dạ có vừa ý chưa hay muốn hỏi nữa thì kính mời bằng tay Xích Kim ạ. À. Dạ Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con không thấy tín hiệu gì hết nên cũng không biết là có muốn hỏi nữa hay là vừa ý rồi. Dạ hơi con kính tri ân Ngài. Dạ Nhục Quỳnh kính mời bàn tay quý vị trong đạo tràng cũng như mời những Nam mô Bích Thầy. Đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Hình như Nhật Quỳnh mới té một cái đụng phải không quý vị? Dạ cảm ơn Trần Đạo. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ mời tất cả bàn tay quý vị cũng như mời những câu chết chát thì có Xích Trần Đạo đọc à. Dạ con thấy đạo tràng còn trống vắng quá. Dạ con xin hỏi tiếp một câu nữa. Dạ bạch ngài cũng là cái câu pháp cú số 5 đó bạch ngài. Thì con nhớ là duyên sự đó là coi như là nhiều lần. Dạ 5 lần 7 lượt là người vợ lớn thì giết con người vợ nhỏ từ trong bụng rồi cứ như vậy cuối cùng là người vợ nhỏ chết đi thì mới sanh lòng oán thù hứa sẽ trả thù và cứ như vậy mà từ cái con này đến con khác coi như nhiều đời đến cái cuối cùng là con già so mà bắt đứa bé thì đứa bé được người mẹ đem đến cho Đức Phật và sau đó thì Đức Phật đã thuyết giảng cho vị già so và cái người vợ bé đó được an ổn, cũng như là coi như là cái người già so đó cũng đắc quả. Thì trong cái lúc mà con nghe cái câu duyên sự của chư tăng giảng á, thì cũng trong đạo tràng cũng có người nói là không có thể nào mà nguyện mà đời này qua đời khác ha, này kia nọ như vậy. Nhưng mà con nghe cũng có nhiều cái câu chuyện sự tích là oán mà lấy oán trả oán thì không bao giờ hết oán. Dạ bạch ngài, câu hỏi của con là khi mà mình thương, mình giận người nào đó mà mình chết mà mình có lời nguyện nó có theo mình đời này qua đời khác không bạch ngài? Dạ con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị nên hiểu nhân quả như một cách khác thì cho hiểu nhân quả kiểu đó nó mới suy nghi ngờ. Có thể là nguyện nhưng mà không phải kiếp sau hay là một hai kiếp gặp, nhiều khi cả trăm kiếp chứ không hơn kiếp.
Thành ra từ cái việc mà xảy ra đầu tiên cho tới khi gặp Đức Phật đó, nhiều khi nó cả hàng triệu triệu kiếp, chứ không phải là chết rồi cái sanh lại liền, là ví dụ như làm mèo rồi chết rồi lại sanh lại làm gì. Sao không phải? Bởi vì khi mà mình làm tội ác là mình sát sanh rồi đó, là mình rớt một cái là đi xuống đó là bao nhiêu, nhiều khi cả A Tăng kỳ kiếp mới trồi lên được. Đó, mà trồi lên đâu phải dễ gặp nhau. Con giống như con rùa 100 năm mà trồi lên nó mới chung vô được cái lỗ vậy đó. Thành nó rất là nhiều khi trước khi mà được gặp nhau vậy đó. Thành nó có những cái chuyện mà mình phải hiểu theo cái kiểu đó thì mình mới thấy không ngại nghe, còn mình không hiểu theo kiểu đó là chết. Hoặc thí dụ như trong trường hợp đó, cái vị đó cho tu một lần 500-600 vị khác, cái chuyện đó không thể xảy ra. Bởi vì chư tăng mà cho tỳ kheo tu đó, một cái tăng, một cái hội chúng này cho hội chúng khác tu, tối ra có 3 vị mà thôi, một lần á, một lần là 3 vị mà thôi. Chứ không thể nào cho tu lần ấy, thành ra muốn cho tu được 500 vị đó, nhiều khi có mấy tháng trời luôn chứ không phải ấy đâu. Ăn tụng tiếng ông này kia, chứ đâu phải ấy đâu. Ngày nào mình cứ tưởng đụng cái cho mấy trăm vị thành, cái đó là cái chuyện mình không hiểu về những cái duyên sự, những cái luật lệ của Đức Phật dành cho chư tăng, là mình nghe vậy cái mình tưởng vậy chứ không phải vậy. À, thì cái này cũng vậy, nguyện rồi đó, đi địa ngục bao nhiêu kiếp rồi trồi lên, nhiều khi trồi lên đâu phải là gặp nhau được. Cái người kia cũng vậy, người kia nếu mà người ta cái kiếp, những cái kiếp tiền nghiệp người ta ấy, người ta không có đi xuống mà người ta đi lên, thì mình trồi lên là mình trồi lên. Thí dụ mình khi mà mình trồi lên cái lúc mà người ta ở trên cái cung trời nào đó, làm sao mình trả thù được. Thành nó muốn gặp nhau đó thì cũng phải dễ, đừng có nghĩa là muốn đừng có gieo quán bằng cách nghĩa là tạo nhân luân hồi như vậy. Bây giờ mình ghét người đó, mình muốn trả thù họ đó, ít nhất không biết bao nhiêu kiếp về sau mình mới có thể mình trả thù được đó. Mà không lẽ mình ở không mình quẩn tới cái độ mà cái luân hồi hoài mãi mãi hay sao? Thấy không, gặp được Phật pháp nên học đi đi ra, nó đừng bao giờ mà chấp trước vào cái thù này thù nọ đó, không bao giờ. À, mình hiểu cái chuyện đó, đó chứ không ấy đâu. Thành ra khi mà từ cái lúc mà lúc nào không ai biết đó, cho tới cái lúc gặp Đức Phật đó, nhiều khi cả hàng triệu 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 kiếp chứ không có ít được. Thành ra mình phải hiểu như vậy đó thì mình mới không ngạc nhiên. Còn mình tưởng đâu rồi chết cái đi xuống sanh làm con đó liền, ví dụ như sanh làm con mèo rồi người chết cái sanh làm con gà mèo rồi kiếm trứng gà ăn vậy ha. Sanh lòng mèo gà nó cả hàng bao nhiêu triệu kiếp rồi mới được gặp nhau một lần như vậy. Ừ. Đó, nó nên hiểu kiểu ra để hiểu cho nó rõ ràng, đừng có nghĩ sai về vấn đề mà nhân quả là vậy đó. Nhân quả không bao giờ mà kiếp trước có thể gặp kiếp sau cho quả, ngoài trừ những cái bậc đó là nghĩa là những cái bậc mà giống như là còn một hai kiếp nữa mới thôi thì mới được. Chứ còn nếu mà mình còn hằng hà sa số kiếp ở đó không có thành như vậy. Thành ra đừng có nghĩ như vậy, nghĩ đơn giản vậy đó. Nhưng mà trong kinh thì không ai nói là kiếp này vậy, kiếp kia vậy kia, nhưng mà chỉ nói những cái quả chánh liên quan tới câu kinh pháp cú đó mà thôi. Thành ra nó có 4-5 chuyện để nói, nhưng 4-5 chuyện đó quý vị biết thì nhiều khi có mấy kiếp trái đất rồi. Quý vị là nhớ những cái chúng sanh mà ăn cổ tăng đó là thân nhân của Vũ Bình Xây Dương đó, chỉ bao nhiêu đó thôi mà ở 7 kiếp, 7 vị Phật tức là 91 kiếp trái đất. Đó. Nghĩa là sanh làm ở quỷ, sanh nghĩa là lang thang đó khổ 91 kiếp. Đó, qua 7 đời vị Phật khác nhau mới có cơ hội là sau này gặp cái một vị thân nhân của mình từ kiếp đó là ngài lên làm vua là ở gần Đức Phật là bậc thánh, là mới có khả năng để thoát khỏi cảnh khổ chứ đâu phải dễ đâu. Thấy không? Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thú, con thành kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhá. Mến chào Nguyên Trang, vừa vào đạo tràng. Nguyên Trang có câu hỏi gì không Nguyên Trang? Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, con thấy Xích Kim cũng cảm ơn sư rồi. Dạ, đạo tràng còn vị nào còn câu hỏi không? Chết chát lên đi hoặc là cầm mít đi. Dạ, đưa tay thì Nhật Quỳnh xin nhường mít, còn chết chát lên thì có Trần Đạo đọc ạ. Nam Mô Bụt Thầy nhá.
quý vị hỏi cho Nhật Quỳnh học. Chứ Nhật Quỳnh hỏi hoài thì thật sự mà nói thì Phật Pháp Nhật Quỳnh mới biết và cũng hiểu rất là ít. Nên chỉ cái gì mà vướng mắc ngay mà tại chỗ thì hỏi thôi, không có những cái kiến thức sâu xa trong Phật Pháp. Nên rất mong là những câu hỏi của quý vị để Nhật Quỳnh học à. Nam Mô Bích Hà dạ. Không ai hỏi con hỏi tiếp à, Bạch Ngài dạ. Ngài đừng dạy con nhiều chuyện Bạch Ngài dạ. Khi mà lúc con mới biết hồi trước kia đó thì con theo bên những cái chùa Bắc Tông dạ. Nói chung là con đi theo chùa Bắc Tông. Tới thời gian sau này gần đây á thì con cũng có một cái duyên lành thì gặp được quý sư ở bên Phật giáo Nam Truyền. Thì trước kia đó đi con đi anh vậy thì con thờ rất là nhiều chỗ và con đọc kinh sách nó cũng không có giống như ở bên Phật giáo Nam Truyền. Nhưng mà khi con đi qua Phật giáo Nam Truyền thì con được quý sư giảng dạy thì con hiểu được ra một điều. Thì con mới dọn dẹp bớt đi những hình ảnh và những cái kinh sách. Thì con định nó đem những cái kinh sách đó đem trở về chùa chùa bên Bắc Tông để con gửi lại chùa. Nhưng mà con có được một vị sư dạy con là bây giờ cô làm sao đi chứ cô không có để đem đi. Cô biết rằng không đúng mà cô còn đem đi nữa thì giống như cho người khác đọc nữa thì sau này trong luân hồi cô sẽ đi vòng vòng hoài. Dạ cô phải đi vòng vòng hoài. Dạ câu hỏi của con á Bạch Ngài, thí dụ mình biết một cái điều gì đó không đúng với chánh pháp, không đúng lời Phật dạy mà mình truyền bá hoặc mình dẫn dắt người khác đi như vậy thì trong vòng luân hồi mình khó gặp chánh pháp phải không Ngài? Dạ con kính nhân bích đến Ngài, Ngài chỉ dạy cho con. Nam Mô Bích Tha dạ. Nam Mô Bích Tha dạ. Kính Bạch Chư Tôn hiện dạ, kính thưa chư quý vị, trong vòng luân hồi và cái tu nháp hoài làm sao gặp được chánh pháp được. Mình thật sự ra đó, nói về để quý vị hiểu nó không phải nó dễ. Cái người dân miền Nam đó nó có phước, nhưng mà tại vì cái đầu óc nó cà giật. Chứ mình ở gần cả một cái kho kim cương, nhưng mà những người giữ kho kim cương mình cứ chê mấy ông đó là gì đó, cái danh từ miên mấy ông miên tiểu thừa ăn mặn đó. Tại là mình quên cái chuyện là cái đó là lời dạy Đức Phật. Thế rõ ràng mình đối diện với chánh pháp mình đâu có, mình không có đủ cái phước để mình theo dõi, theo học. Đó. Cho tới bây giờ dầu rằng có nhiều cái khảo cổ ở các tỉnh đó đó, như Long An hay là ở các tỉnh phía dưới Trà Vinh rồi này kia, thì vẫn khảo cổ tìm ra những cái bằng chứng mà Phật giáo nhập vào đó khoảng chừng cả 1500 năm về trước rồi. Nhưng mà mình vẫn coi thường như thường, thấy không? Thành ra làm sao mình cố gắng mình tạo cái thiền pháp thì nhiều để cho khi nào mình gặp được cái chánh pháp mình biết cái đó là cái nên theo, nên theo. Chứ không phải là mình gặp rồi mình chê. Ngay cả bây giờ nghe nhiều người tới chùa chúng tôi ở vô một lần rồi về không tới nữa. Có người hỏi đây sao vậy? Ôi mấy ông đó tiểu thừa ăn mặn đó. Nghe đi vô mà không có hỏi thử coi Đức Phật dạy cái gì mà chỉ chấp chai chấp mặn. Thích ăn chai, còn mấy ông ở chùa này là ăn chén dĩa là không thích. Thành ra đó là những cái quý vị thì nếu quý vị không có gội rửa được những cái xấu xa đó thì kiếp sau quý vị vẫn bước đi theo như thường. Nó không phải dễ. Thành ra bây giờ nếu gọi pháp mình ráng mình tu cho thật nhiều, mình ráng mình tạo học cho rất nhiều để mình nhét vào cái não của mình đó, để cho nó thành một cái nhân. Nó có thể nó trổ bất cứ lúc nào khi nó gặp cơ hội thì lúc đó may ra
kiếp sau này mình lỡ mình sanh vào những cái nơi mà ví dụ như châu đốc này kia mình còn biết chùa mình lừa, chứ còn không vẫn vẫn tay trống tay tay chuông tay mỏ ăn ăn chay như thường đó, chứ đâu phải dễ đâu. Mà đừng nói ở Việt Nam, ngay cả bên Thái Miến Điện đó, có những người sanh ra là người Thái, ra ra là người Miến Điện, nhưng mà vẫn đi theo cái hệ Bắc Tông hoặc những hệ khác như Tin Lành hay hay Công giáo. Nhưng hãy nhớ Thái đó, nó có cái hệ nó gọi là Chin Nikai, tức là tu theo Tàu, Annam Nikai tức là thôi tu theo người Việt của mình, là sẽ đại thừa của người Việt của mình đó. Là mình ở ngay cái nôi rồi đó, ở trong cái kho kim cương rồi đó. Thành ra cái một cái còn cái vị sư Mỹ tức là ngài cha Rakharo thì phải, là học trò của Long Bồ Cha đó. Ngài Thuyết Pháp ngài nói rất tội nghiệp cho những người Thái ngủ trên cái đống kim cương mà không biết đó là kim cương. Đó. Tức là 84.000 pháp quẩn, 84.000 bài pháp Đức Phật thuyết đó, nó quý hơn cả kim cương, hơn cả vàng, mà mình nằm ngủ mê trên đó. Thì cũng giống như người Việt mình vậy đó. Người Việt mình ở miền Bắc cũng có những cái vị sư từ ngày xưa vào những cái trung tâm như Trung Tâm Ly Lâu đó. Đó. Người đầu tiên để trở thành một cái vị cần sinh nam cần sinh nữ ở Việt Nam tức là ông Chữ Đồng Tử và bà Tiên Dung, là học trò của ngài Khương Tân Hội, thấy không? Nhưng mà rồi cũng từ đâu vô đó chứ đâu có phát triển được đâu. Không khi mấy nước khác họ thấy được là họ phát triển hết, họ bỏ ra cố gắng họ in kinh điển, họ dịch, họ đi tầm tìm kiếm đầy đủ để có thể họ dạy lại cho người đời sau. Còn mình thiếu phước, ít phước, không có tạo cái phước để trở thành người có chánh kiến. Thành ra bây giờ mình có được chút cái phước, mình gặp được chánh pháp thì ráng quán học càng nhiều càng tốt, hành càng nhiều càng tốt, để cho tới khi nào mà dầu rằng mình ở giữa những cái khu vực mà như vậy rồi mình vẫn có thể thấy được con đường, thì lúc đó mới có thể thoát hiểm được. Chứ còn nếu không trước sau gì thì cũng con đường xưa, mấy ông sư đi thì mình cũng đi theo, nó đường xưa mà hết nguy hiểm lắm, mà chúng ta trước sau cũng rớt vào con đường đó. Nam mô Phật Thầy á. Sa thú lành thai, con thành kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, ngài đã giảng giải câu hỏi của con và con hiểu được và sâu hơn một chút nữa. Dạ, con rất là tri ân ngài. Dạ, Nhục Quỳnh thấy có giác ngộ và có câu hỏi để Nhục Quỳnh post lại, rồi Nhục Quỳnh đọc xong con thỉnh ngài xong, Nhục Quỳnh mời thằng đạo tiếp tục nha. Kính thưa ngài, chư tăng có đội mũ hay nón được không ạ? Nam mô Bụt Tha giá, con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Tha giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, trong luật thì Đức Phật không cho phép. Nhưng mà sau này ra những chư tăng mà đi qua những cái vùng mà lạnh quá đó thì họ có đội, nhưng mà thường họ đội trong chùa chứ đi ra ngoài họ không có đội. Như cái dép rồi này kia, thường cái gì thấy nhà, mấy cái gì mà sư ngoại quốc mà thỉnh ngài chân xa qua bên Ăn Lê đó, trời tiếc gì mà ngài đi chân không ấy là quỵ luôn, đi vô bệnh viện luôn chứ khỏi về chùa. Mà sau này thì cũng vô duy vậy, bởi vì cái đồi nón cái gì đó, cái đó nó thuộc lại lô cả quách trá, tức là cái lỗi người đời chê trách, thành ra cái cộng đồng nào nó không chê trách mà nó còn thông cảm cho mấy vị sư thì ở đó tu sĩ có thể dùng được. Còn những cái nơi nào mà cái cộng đồng mà hậu độ chư tăng mà họ không có đồng ý, họ chê trách thì chư tăng dùng không được. Ví dụ như cái việc lái xe ở những nước như Miến Điện hay Thái Lan thì không được, nhưng mà qua bên này như mấy cái xứ mà như Mỹ, Tây rồi này kia, nhất tự di sư, bán tự di sư mà
không có lái xe thì không làm gì được. Thành ra ông sư luật của chú gia cho phép mà cần sinh nam cần sinh nữ cũng không có chê trách, mà còn hoan hỷ nữa, tại vì là giúp cho họ đỡ gánh nặng, muốn gì phải đi đưa đó ông sư. Còn cái chỗ nào mà cần sinh nam cần sinh nữ mà không đồng ý thì chư tăng không được làm. Nam mô Bích Thầy ạ. Con thấy giác ngộ đã kính tri ân ngài ạ. Dạ, kính mời quý anh chị trong đầu tràng có câu hỏi gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là tết chat trên màn hình ạ. Dạ thưa bạch ngài, con có câu hỏi. Thí dụ cái tâm mình là dao động bất ổn thầy đó ngài, thì cái nó có thuộc cái phiền não thuộc cái phiền não nào ngài? Dạ con kính dân mất đến ngài. Nam mô Bích Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, phiền não nào thì người nào bị rồi phải biết chứ, còn hỏi người khác làm sao họ đoán ra được. Cái phiền não thì nó có 10 loại thôi, thì là không cái này được cái kia, nhưng mà thường cái tâm mình nó dao động vậy đó thì thường cái uttacca nó nhiều, người thì uttacca nhiều. Thì nó có hai cái chuyện thường mình hay gặp thường thường đó. Thứ nhất là phóng dật, thứ hai là dễ vui đó. Dễ vui là thiếu niệm, mà phóng dật là thiếu định, định yếu. Thành ra cái tâm nó cứ chạy nhảy, khi mình không có niệm thì cái tâm nó cứ thà hồn, nó nhận các đối tượng mà lai rai vậy đó. Thành ra phiền não là những cái anh chàng mà bà xạo nó kinh theo mình hoài là vậy đó. Mà thường nhiều khi mình không có đủ pháp học, thành ra mình thấy nó là giả, mình còn mê đó, nó phiền não á. Không phải phiền não nào nó cũng, bởi vì phiền não nó không có đi riêng, mà phiền não nó đi chung với những cái ác pháp. Thành ra khi có ác pháp hoặc là thiện pháp cũng có phiền não, thí dụ như tâm sở bị trị đó, nó đi chung với thiện pháp cũng có, nó không đi chung với thiện pháp cũng có. Nhưng mình không có khả năng để mình biết lúc nào nó đi chung giác pháp, lúc nào nó không có đi chung giác pháp. Nên nhiều khi mình ngồi đếm hơi thở này kia, người nó rùng mình nổi da gà, cái mình thấy khoái, nhưng thật sự mình đâu biết nó đang nằm ở trên hay nằm dưới. Vì sao? Nếu mà nằm ở dưới thì là thiện pháp, mà nằm ở trên là ác pháp. Nên là cần phải học thì học để nhận dạng đó. Dạng đó, khi nhận dạng rồi mình mới biết nó là cái gì, chứ còn thường hỏi vậy không biết đâu. Bởi vì đa số những cái phiền não cái thuộc loại hành quẩn, cái nó tương tự với nhau, nó khác nhau về cái phương diện mà cái nhân, gần cái nhân mà làm cho nó phát sanh thôi. Nhưng mà thường thường khi nó phát sanh là nó, mình thấy nó cũng giống nhau chứ không có gì đó. Giống như mình uống giấm gì, uống nước chanh gì đó. Nếu mà họ, cái người mà ta khéo tay, ta pha thì mình không biết cái nào là giấm, cái nào là chanh. Thì cái phiền não trong người mình cũng vậy, nhiều khi nó đi với cái thiện pháp. Rồi mình tưởng đâu thứ thiệt, nhưng thật sự không phải thứ thiệt. Cái đó là cái mình cần phải cẩn thận tập quan sát, học thêm nhiều thì tự nhiên sau này mình lần lần mình thấy rõ nó là cái gì, hoặc là đang hành với vị thiền sư nào đó, thì trình bày thì cái vị thiền sư đó sẽ giải thích cho mình nó rõ hơn. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài rất nhiều, ngài đã giảng giải tận tường cho con hiểu thêm ạ. Dạ kính mời quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Dạ hôm nay đạo tràng thấy hơi không có gì nào có thắc mắc vậy nữa hả?
Đạo Huynh có thắc mắc gì không? Đạo Huynh có thắc mắc thì giơ tay trực tiếp hỏi hỏi ngài cũng được. Chị Phạm Dưỡng có trước máy không? Chị Phạm Dưỡng có câu hỏi gì không, hỏi ngài không ạ? Xin mời quý anh chị. Con xin có một câu hỏi nữa. Xin ngài giải nghĩa con cái chữ hoài nghi kiến chấp là sao ngài? Con không hiểu cái chữ đó và bạch ngài giải thích giùm con chữ này ạ. Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa chư quý vị. Hoài nghi là một chuyện mà kiến chấp là chuyện khác, chứ hai cái đó nó không phải nó đi chung nhau được. Thường hoài nghi đó, nó có hai chuyện để nói. Một cái hoài nghi là phiền não, cái hoài nghi không phải là phiền não. Cái hoài nghi là phiền não đó, nói theo tạng kinh thì có 16 chuyện, mà nói theo tạng gì gì pháp thì có 8 chuyện. 8 chuyện đó là phiền não. Còn ngoài 8 chuyện đó, nhiều khi cái hoài nghi nó không phải là phiền não. Thí dụ mình gặp người đó mình không nhớ, mình nghi là tên đó, nghi là quê gặp nhau đó đó, nhưng mà thật sự không phải, thì cái hoài nghi đó là bậc thánh cũng có chứ không phải không, không phải là phiền não. Còn cái hoài nghi mà liên quan tới Đức Phật giáo pháp lại hãy là theo di pháp có 8 chuyện, hoặc hoài nghi mà liên quan tới ta từ đâu tới, ta chết sanh về đâu này kia, xong nó có 16 chuyện về tất cả, và cái đó mới gọi là phiền não. Thành là khi nào mình có những cái trường hợp đó thì mình mới biết cái nào là phiền não, cái nào không là phiền não. Còn cái sự kiến chấp đó là cái thấy sai của mình là mình chấp nó là đúng, chấp sai là đúng. Chứ kiến là thiết thị đó nói theo tạng kinh đó thì là danh từ trung trung thôi, có thể thấy đúng hoặc thấy sai. Nhưng cái chữ đó, đó mà nó nằm trong tạng gì quá thì thấy sai, không có thấy đúng chỗ nào đó. Thấy là sai. Chữ tà đó tức là thấy lệch, chữ tà đó là thấy lệch thôi, chữ tà đó là lệch. Thường mà mình hiểu theo nghĩa của mình đó. Tại sao chúng tôi nói chữ tà là lệch? Anh em không biết có gì nào mà đi ha thương thiền hằng hải gì không? Nó có hai cách đi, một cái là trực hành, cái tà, thứ hai là tà hành. Nhưng mà đi biển thì mà đi trực hành không có được, phải đi tà hành. Ví dụ như tới xứ ước bê mà về Việt Nam mình tính vô Nha Trang đó, thì phải đi cái hơi xích lên hướng bắc một chút, một hai độ vậy đó thì nó tới được. Còn nếu mà mình đi đúng đường là hai độ đó là nó sẽ vô Phú Quốc, chứ nó có vô Nha Trang được, là vậy đó. Thành ra con đường mà đi là tà hành thì cái thấy của mình vậy đó, thấy nó xiên nó giống ai đó. Thì gọi là tà kiến. Còn nếu mà mình thấy nó đúng mà đúng như thế nào, nhiều khi mình nói đúng là chánh kiến thì cái đó nó cũng không chính xác. Phàm nhân thì nó có chánh kiến rất là khó, không thể có chánh kiến được. Nhiều rằng cái gì đó mà có thể là cái bậc mà đắc thiền, cái bậc mà có thần thông này nữa đó, cũng chưa chắc là có chánh kiến. Điển hình trong kinh điển của mình là có ông Đề Bà Đắc Tạ đó, tức là Đề Bà Đạt Đa đó. Ông là tam nhân đắc bát thiền ngũ thông, nhưng mà đâu có chánh kiến, bởi vì vẫn làm bậy để đi địa ngục như thường.
Mà nhiều khi có những cái chữ mình xài rồi mình không có để ý, nhưng mà nhiều khi mình xài nó không có chính xác. Thì trong giáo pháp Đức Phật đó, thường nó định nghĩa, chữ nào sao sao định nghĩa đi. Mình cái cơ hội mình nói sai hay là nói nó không đúng, không đúng ý nghĩa đó, anh ít lại. Cho nên không có giống như ngoài nhiều khi mình dùng những cái chữ đó nó không đúng thời, không đúng lúc, làm cái nghĩa nó sai xa hơn nhiều. Nó mô phật thầy á. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc nào? Xin mời Nguyên Trang cầm mic ha. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ ngài Lữ Tông. Con kính đảnh lễ ngài Trí Tức. Con kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ kính thưa ngài. Dạ ngài, con có một câu hỏi. Dạ con kính ngài có thể chỉ dạy cho con ạ. Theo như là Phật tử của chúng con đó ngài, ví dụ mỗi ngày mình đọc kinh lễ bái Tam Bảo mỗi ngày, hay là mình đọc những cái bài kinh như là Từ Bi Kinh, Hạnh Phúc Kinh, vân vân, thì có một cái cô Phật tử cổ nói con như vậy, nhưng mà con không biết nên con muốn thỉnh ý kiến của ngài. Thí dụ như tụi con á, thì tụi con đọc ở nhà đó, thì mình nên là đọc tiếng Việt, tại vì từng cái lời kinh của Đức Phật khi mình đọc tiếng Pali thì rất là tốt, nhưng mà mình không có hiểu rõ được những cái lời, từng cái lời chữ của tiếng Pali, thì mình đọc mình sẽ không được hoan hỷ lắm. Nhưng mà khi mình đọc tiếng Việt á, thì mình hiểu rõ hơn, thì khi mình hiểu được cái lời kinh á, thì mình hoan hỷ. Còn thí dụ mình đi chùa thì chưa tăng đọc tiếng Pali thì mình đọc theo. Thì kính thưa ngài, như vậy tụi con nên đọc Bali, đọc tiếng Việt ở nhà, hay là đọc tiếng Bali ngài? Thí dụ mình đọc Bali thì thật sự cô đó nói cũng đúng, tại vì khi mà tụi con, thí dụ như con thì con không biết người khác thì cũng như thế nào, thì như con thì bây giờ mình biết căn bản đọc tiếng Bali, nhưng mà nói là từ vựng từng từ thì tụi con sẽ không hiểu hết được những cái từ đó, nên con kính dân bích cho ngài để ngài có thể chỉ dạy rõ cho con ạ. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ con xin xuống bích ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã nghe câu hỏi của con. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Quý vị tụng ở đâu đi nữa thì phải nên tụng Bali. Thầy Đức Phật nói tiếng Bali với Đức Phật không có nói tiếng Việt hay tiếng Tàu. Cái chuyện mình dịch ra để mình hiểu kinh chứ không phải dịch ra để tụng. Thành ra khi mình nói mình tụng kinh, chính là lời dạy của Đức Phật, ngài dạy ngôn ngữ đó nên mình phải tụng cái ngôn ngữ đó. Thành ra muốn cho chắc ăn thì mình lấy cái bản Bali với bản tiếng Việt để mình tụng tiếng Bali xong mình tụng tiếng Việt. Tụng vậy đó, thà nết mà nhưng mà mình tụng vậy, bởi vì cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của chính cái Đức Phật nói ra, cái kim khẩu của ngài nói ra. Thành ra mình nói khi nào mình tụng kinh, tức là mình lặp lại cái lời của Đức Phật dạy, thì mình phải tụng cái tiếng đó. Còn mình muốn hiểu thì mình có cách mình học để mình hiểu riêng, hoặc là mình vừa tụng tiếng Bali vừa tụng tiếng Việt, chứ không nên tụng tiếng Việt không. Bởi vì mình tụng tiếng Việt không mà nói mình hiểu chưa chắc. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó, thường thường khi mình tụng kinh thì có chư thiên hộ pháp người ta tới ta nghe, mình tụng tiếng Việt mà ai nghe đó. Thành ra mình phải tụng cái tiếng mà người ở xa, ở trên mình xa và ở dưới mình họ cũng nghe được. Những nhà quỷ Atula nó lang thang nó cũng nghe được, nó cũng rất là quan hỷ. Thành ra nên để cho chắc chắn thì nên đọc cả hai, đọc đoạn tiếng Việt Bali, đoạn tiếng Việt, đoạn tiếng Bali, đoạn tiếng Việt. Không cần đọc nhiều, mỗi ngày đọc lễ bái Tam Bảo với thêm bài nữa thôi. Thì dụ như lễ bái Tam Bảo, như vậy thì bị sổ dài xuống tới Đức Tăng,
xong xuôi mình đọc thêm một bài nữa, vô bài Karani hay là bài Mangala Sutta. Nếu mình ít thì giờ, còn nếu mình có nhiều thì giờ thì mình thêm một bài nào nữa. Thế đó, chứ còn không nên đọc tiếng Việt không. Mình đọc tiếng Việt mình nói mình hiểu chứ không có chắc gì báo đáo là mình hiểu cả. Mình đọc tiếng Bali, vậy đó là ngôn ngữ do Đức Phật nói ra với cái kim khẩu của Ngài. Cho nên mình tụng kinh tức là mình phải lặp lại cái lời của Ngài nói bằng cái ngôn ngữ đó, chứ không nên dùng cái ngôn ngữ khác. Nam mô Bụt Thầy á. Sa thú, dạ con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Ngài đã giảng dạy cho câu hỏi của con và để con biết là con hành theo cho đúng ạ. Dạ con chỉ có một câu hỏi vậy thôi. Dạ con kính gửi mít lại cho cô Trần Đạo nha cô. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con kính tri ân Ngài. Dạ con xin xuống mít. Dạ con thấy câu hỏi của Hoàng Ngọc Viễn Đông ạ. Ngạ quỷ hoan hỷ, vậy nó vẫn cứ ở nhà mình chờ mình tụng, nó nghe hả thưa sư? Dạ con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, giá kính bạch chư tôn, giá kính thư cho quý vị. Nó ở đó là nó ở đó, đâu có ở nhà mình chi, nó có chỗ ở, nó có cái nơi của nó chứ. Nhưng mà thường thường chư thiên cũng vậy chứ, người ta có cái nơi của người ta. Nhưng mà cái nơi nào mà có sự lợi lộc, ví dụ nghe kinh của Đức Phật thì có sự phát sinh lợi lộc thì nó lãng giảng, nó nghe thôi, nó đi về chỗ nó chứ. Trừ phi cái loại ngạ quỷ đó hay là loại chư thiên đó, đó mà có chú xứ nó đó, là cái nơi nào đó gần của mình, đi vô gốc cây hay là cột kèo cột đèn kia của mình đó, thì nó mới ở ngoài thôi chứ. Chứ mình tụng kinh mình có phước, mình đừng có sợ. Trừ phi mình tụng kinh mà tụng cái gì mà tào lao đó thì mình mới sợ nó kiếm chuyện với mình thôi, chứ nó nghe được nó mừng thế mồ nó, chứ nó còn hộ trì mình để cho mình khỏe, mình tụng hoài cho nó nghe chứ mất gì đâu sợ. Thì mai mốt thì mình cũng trước sau gì cũng như nó thôi. Ngươi là ngạ quỷ đã thành, ta sẽ là ngạ quỷ, ta là ngạ quỷ sẽ thành. Nó đừng có sợ gì cả, bốn đường đó thì trước sau mình cũng ghé ngang. Không kiếp này cũng kiếp tới đừng lo. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con đành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo con nghe Ngài Liễu Tông. Không biết ngài chưa tôn đức tăng ở trong rung hiện diện mà con không biết cái tên. Dạ con nghe sư nói là tụng kinh Bali như vậy là bên con xin lỗi, con nói tiếng này con xin lỗi, vậy là bên Bắc Phạn người ta đâu có đọc tiếng Bali cả đời, mấy người tu hành bệnh đâu có đọc Bali, vậy là những cái bài kinh của người ta nói vậy là vô giá trị hay sao ngài? Con hỏi vậy con cũng tế nhị, nhưng mà không phải con chỉ trích, nhưng mà con hỏi đi con hiểu á cái lợi ích. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cảm ơn ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị. Tại sao mà giáo pháp Đức Phật chỉ ở với nhân loại có 5.000 năm thôi, trong khi đó quý như vậy? Thấy không? Tại vì cái điều mà Đức Phật dùng cái ngôn ngữ để nói ra, mình không học cái loại ngôn ngữ đó, mà mình học cái loại ngôn ngữ khác, mà khi cái loại ngôn ngữ khác mà nó không thể nào nó chứa đựng tất cả ý nghĩa mà cái lời nói của Đức Phật để lại, thì nó phải suy đồi thôi. Thành ra mình muốn suy đồi hay là mình muốn cho nó tiếp tục đứng vững. Nên nhớ Đức Phật tại sao Ngài dùng cái ngôn từ đó để Ngài thuyết pháp. Bởi đó là cái ngôn ngữ duy nhất mà có thể diễn tả được chế định pháp, có thể diễn tả được một nửa thực tính pháp, một nửa chế định pháp, hoặc diễn tả 100% thực tính pháp.
Thí dụ nếu mình dùng cái chữ một chữ thôi, chữ Bạch Thâu Quy, mà là đất, đất mình đi, đất mặt đất thì nó chỉ là chế định 100%. Nhưng mà nếu cái Bạch Thâu Quy nó ở trong cái cây xã Lô Ma thì nó có một nửa thực tinh pháp, một nửa là chế định pháp. Chế định là tại vì khi mình tụng là tóc lông móng răng da, nhưng mình thấy vẫn thấy đất như thường, bởi vì nó là thành phần đất ở trong cái cơ thể mình. Nhưng mà khi mình tụng xong mình hành, mình thấy cứng mềm thì cái đó là thực tính pháp 100%. Thì không có ngôn ngữ thứ hai nào có thể làm được việc đó. Đó là lý do tại sao mình phải tụng cái đó. Còn mình không tụng cái đó, mình tụng cái khác, thì cái những cái hậu chúng nào mà tụng cái khác đi đó, thì cái hậu chúng chúng nó suy đồi nhanh hơn, chứ không có vậy đó. Tại nó không giữ được nguyên trọn vẹn cái lời dạy và ý nghĩa của cái điều Đức Phật dạy, thì nó phải suy đồi nhanh hơn. Thành ra mình phải tự lựa chọn lấy, mình lựa chọn cái nào để cho nó ít suy, mà mình lựa chọn cái nào để cho đi, vậy thôi. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, con cảm ơn Ngài giải thích cái câu hỏi này rất là, con rất là quan hỷ. Bây giờ con có câu hỏi tiếp tục là, từ ở con ở bên Houston Ngài, con ở bên Houston, Texas bên Houston này, con chỉ nói những gì con thấy thôi, chứ con không có đả kích chùa, thì chùa nào nguyên thủy là con cũng đến cho. Nhưng mà giờ con hỏi sư Ngài, câu hỏi nó cũng liên hệ đến câu trước, nhưng mà con muốn xác định thêm một lần nữa trong cái sự hiểu biết con, là hai chùa là bác to nguyên thủy của Houston này, từ ngày mà có sự gọi là xích mích với nhau, là hai chùa đều có mỗi là cái lễ lớn á, bốn những cái lễ lớn của nguyên thủy là mời mấy chi tăng đến, mà đủ thứ cho bắt đủ thứ chi tăng hết trơn á, gọi là mình nói là mà chi tăng bắt tông cũng có, mà mỗi lần có chi tăng bắt tông thì người ta sau khi mà chi tăng ở nguyên thủy đọc kinh lễ bái tam bảo là tiếng Phạn, tiếng Bali xong đó, thì mấy chi tăng kia lại bắt đầu đọc tiếng của gọi là bắt Phạn đó ngài. Như vậy là cái buổi lễ đó nó không có trọn vẹn. Với hơi nữa là bây giờ hai cái chùa tự nhiên có các bạn có chế ra cái ban nhạc ca hát này nọ, và trong lúc mà làm lễ ca hát này nọ, rồi là mặc dù là cái bài ca đó là gọi là nhạc ca đạo ca này nọ, ta chế ra vậy. Như vậy theo ngài á là ngài chỉ dạy con phải nên như thế nào à? Tại mỗi lần mà con thọ bát quan đó, mà con đến đó rồi lúc mà ca hát là con đứng dậy con về, chứ con không có nghe ca hát được. Dạ, như tại vì cái luật đó, cái giới là không có nghe hát, nghe đàn kèn đó ngài. Nếu mà có thể ngài bi mẫn mà dạy cho con cái ý kiến để con có thể là thu thập trong cái đời sống tu tập của con cho đi đúng đường một chút. Dạ, con cảm ơn ngài rất là nhiều ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch cho tôi thì dạ kính thưa chú, chủ diễn này nó giống như thời buổi xưa, thời buổi Việt Nam mình thì chỉ có không ở gần chùa Nguyên Thủy thì cũng ở gần chùa Bắc Tông mà thôi. Còn khi mà mình qua đây rồi đó, cái chùa nào mà nó làm đúng thì mình cứ theo, không cần thiết gì cái chùa đó phải là chùa Việt Nam hay là cái chùa mình thích. Quý vị có thể đi tất cả các nước theo hệ thống Nguyên Thủy, chùa nào cũng được. Vậy khi mà nó tụng kinh thì vô tụng lời chạy giống nhau ha. Cái nào mình không hiểu ý nghĩa mình hỏi thì đôi khi nó hơi khó chút, bởi vì có nhiều nhà sư thì họ nói tiếng Anh nó không giỏi, nhưng tiếng Hoa Quốc không giỏi, thì cái đó là mình phải tự tìm hiểu lấy thôi, chứ còn mình muốn nó 100% thì không được. Bởi vì những cái nước mà họ mình gọi là quốc giáo của họ đó, họ không bao giờ họ để cho nó xiên nhiều đó, xiên rất ít. Bởi vì thật sự ra đó, cái giáo pháp Đức Phật bây giờ đó, huynh anh hiểu là ở cái tuổi xế chiều rồi, hơn 2600 năm rồi là ở cái tuổi xế chiều rồi, thì nó có rất nhiều cái nó không có còn hoàn hảo nữa.
Mà khi mà nó không có hoàn hảo rồi đó, thì nên nhớ rằng cái đó là bắt đầu giáo pháp Đức Phật nó bắt đầu nó suy từ trong cái tâm, cái tư tưởng của những cái chúng sanh đang sử dụng đó. Cái điều này Đức Phật nói rất rõ ràng trong Tương Ưng Bộ Kinh mà gọi Tương Ưng Kassapa đó. Vậy nào rảnh vô Tương Ưng Bộ Kinh, thì dùng cái coi cái bài Tương Ưng Kassapa đó, nói rất rõ ràng. Thế nào là tượng pháp, thế nào là ngoại pháp, nói rất rõ ràng để cho mình thấy. Nghĩa là nói cái chuyện mà nội mình, cái giới của mình đó, đối chúng sanh nghĩa là bình thường thôi đó. Ngũ giới bất trì thì nhân thiên đã lộ triệt rồi, tức là mình không có cơ hội để mình sau này gặp Phật pháp nữa rồi. Mà bây giờ chư tăng mà nói chư tăng mấy trăm giới mà ngồi nghe cái lỗ tai ra mà để nghe nhạc rồi vỗ tay này kia sùm đó. Đó là cái chuyện mà các bậc trí nghĩa là họ không có tán dương, không có tán dương. Thì mình nên hiểu đó, để mình lựa cái chỗ nào nên tới, còn cái chỗ nào nên tránh xa. Bởi vì cái nên tới, nên tránh xa nó là cái tương lai của mình, chứ không phải dễ dàng. Bởi vì kia mình đang ở trong cái thời mà giáo pháp vẫn còn đầy đủ, dầu rằng mình không có thể khả năng mình tìm những cái vị sư như Tam Tạng Pháp Sư của Miến Điện để mình có thể hỏi bất cứ lúc nào. Thành ra cái đó là nó rất là hạn chế cái sự tiến bộ mình trong giáo pháp. Nhưng ít nhất mình còn gặp được chánh pháp mà mình không giang tay ra đón nhận rồi đó. Quý vị nên nhớ đó, quý vị nhắm mắt một cái đó, khi mà đi xuống đó thì dễ lắm, búng tay là đi xuống liền. Nhưng mà từ cái cõi mà đi xuống, quý vị muốn trồi lên đó, nhiều khi cái A Tăng kỳ kiếp không thể để lên làm người trở lại. Không phải quý vị cứ nghĩ đó, một con rùa mà trăm năm mới trồi lên, mà trồi lên trúng cái dòng đang thả qua trâu qua trâu lại, nó mới tính được một chúng sanh mà rời địa ngục, thì quý vị biết nha, nó không phải dễ dàng để mình sinh làm người. Mà bây giờ mình đã sanh được làm người đã khó rồi, mình gặp được giáo pháp Đức Phật nữa, mà mình phí cái quý giá của sự làm người của mình phí phạm cái lời dạy của Đức Bổn Sư như vậy đó, thì mình không trách được ai cả, không trách được ai cả. Mà khi mà đi xuống rồi đó, đi lên nó khó ghê lắm, rất là khó. Mà đi xuống thì nó rất là dễ. Thành ra cái đó tự mình phải lựa chọn mà thôi, chứ còn mình nói gì cũng không có được. Tất cả mọi người đều có khả năng để lựa chọn cho mình con đường để mình đi. Mình muốn đi lên hay muốn đi xuống. Mình mà gì ngũ giới mà không giữ, những cái điều gì mà Đức Phật khuyên để mình tạo là thiện pháp mà mình không làm, thì xin thưa với quý vị đó, cái cơ hội mà gặp lại, trở lại được làm người đã khó, chứ đừng nói gặp lại giáo pháp. Bởi vì khi mà gặp lại giáo pháp đó, nó thiên nan vạn nan là một. Thứ hai, không phải mình gặp giáo pháp là mình lúc nào mình cũng được cái hay hết đó, chưa chắc. Ngày xưa đó, mỗi ngày Đức Phật và hàng ngàn chư vị thánh tăng đi trên đường ở miền Bắc Ấn Độ đó, bao nhiêu người Ấn Độ ra để bác cho hàng ngàn Đức Phật và hàng ngàn chư vị thánh tăng, nhưng có bao nhiêu người đắc được cái pháp cao thượng đâu. Mình nhớ đó, gặp Đức Phật rồi đó, gặp các vị thánh tăng rồi đó, tự tay mình để bát cho quý ngài đó, thấy không? Đó. Hoặc là khi có những người gặp Đức Phật để làm gì? Để chửi bới, để nghe là du hoài, giá hoại cho Đức Phật, thấy không? Còn bây giờ đó, may mà hồi xưa nó chưa tiến bộ nhiều, chứ bây giờ đó, mình có gặp Đức Phật là xin chụp hình với ngài để đưa lên Facebook thôi, chứ không có làm những gì hết. Quay mình có biết kỹ gì đâu mà hành như là làm gì đó, thấy không? Nó đi về bây giờ bao nhiêu người đi đâu, đi nói là đi hành hương dậm sùm đó, mục tiêu của chỉ là dựa vào tháp, dựa vào những tượng Phật đẹp rồi chụp hình rồi đưa lên Facebook thôi, chứ đâu có phải là mình tới đó để mình hy vọng được những cái gì. Bởi vì muốn hèo được những cái gì đó, nó không phải là chuyện dễ, nó rất là khó khăn, nhiều chuyện lắm. Thành ra đó tùy sự lựa chọn ở chính cá nhân mỗi người mà thôi. Mình nên dùng những cái trí tuệ để mình có thể
nghĩa là gom góp những cái giáo pháp mà nó bắt đầu, nghĩa là mất năng lực đó thì mình ráng mình học, nghĩa là có thể không nghe không thuộc, nhưng có thể là không hiểu, nhưng nhớ cũng tốt. Quý vị nó nhớ năm trăm con dơi mà ở trong động mà nghe mấy ông sư tối ngày cái tụng đó, vẫn sanh thiên như thường, giờ không đâu hiểu gì đâu. Còn mình bây giờ mình nghe không hiểu là mình bỏ đi, cái cơ hội tạo thiện pháp mình không có. Mà chúng sanh á, bản chất chúng sanh nó gian ác nhiều hơn là nó thiện. Quý vị không tin chúng tôi, tối nay trước khi quý vị nằm xuống đó, quý vị nghĩ từ sáng tới giờ quý vị nghĩ xấu nhiều hay là nghĩ thiện nhiều, quý vị cứ suy nghĩ đi. Mà ngày hôm nay mình có bao nhiêu ác đó, còn ngày hôm qua bao nhiêu, ngày rồi một đời mình bao nhiêu, rồi ca tăng kỳ mình sống thì mình làm ác nhiều hơn làm thiện nhiều, thấy không? Đó, nói chuyện bình thường chúng tôi vẫn hay thí dụ, quý vị đi ngang cái chùa nghe cái tiếng ông sư cũng thuyết pháp, quý vị nghe rồi cái quý vị bỏ đi luôn chứ. Quý vị đi ngang chợ gặp hai cô eo eo lại mà chửi thề chỉ mặt nhau đó, là quý vị đứng nghe một cách say mê mà còn nhớ đó. Trong khi ông sư cũng giảng đổ mồ hôi, ông nghe sư nghe qua rồi bỏ cho ông nhớ vậy đó. Trong khi quý vị đi nghe người ta chửi lộn đánh nhau rồi này kia, quý vị nghe xong rồi hoan hỷ nhớ rồi về nhà kể cho mấy người hàng xóm nghe, còn hay hơn người ta đang chửi nhau nữa, thấy không? Mình cứ suy nghĩ và biết là cái bản chất mình nó xấu nhiều hay là nó thiện nhiều đó. Thành ra những cái gì mà mình lựa chọn được nên lựa chọn để thiện pháp phát sanh, cố gắng né tránh để cho đừng tạo thêm ác pháp. Chúng sanh bây giờ đó, thường thường là khổ nhiều là tại sao? Khinh thường việc ác nhỏ rồi làm, khinh thường việc thiện nhỏ rồi không làm đó. Trên đường quý vị lấy xe đi chùa, quý vị thấy cái chỗ kia nó đang xèo, thấy không? Đang xèo hạ giá 50-60% vậy đó, là quý vị quẹo vô liền. Chuyện tới đi chùa tính sao, thấy không? Đó, thì mình biết liền cái tâm mình như thế nào. Thành ra đó là những cái mà chúng tôi xin đóng góp để quý vị thấy, nếu trong trường hợp có thể lựa chọn được nên lựa chọn để mình được cái hay, chứ không nên lựa chọn để mình suy đồi theo. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú con rất kỳ ơn, mà con sẽ cố gắng nhớ những lời Ngài dạy con để con làm cái hành trang trong đời sống con. Con có câu hỏi tiếp tục, cũng không phải câu hỏi nhưng xác nhận. Chị Trăng xác nhận thì con cũng tự nhiên cái con suy nghĩ cái quả đất này là có năm vị Phật, mà vị Phật thứ tư là Ngài Thích Ca Mâu Ni, Ngài hiện tiền đây, Ngài mất rồi nhưng mà xương với giáo pháp thì vẫn để lại. Ngài Thích Ca Mâu Ni tu là 20 A tăng kỳ, một ngàn đại kiếp, với cái sự tu là bằng cách là trí tuệ. Còn một vị nữa tương lai là vị Di Lạc đó, Ngài đó là tu là 80 A tăng kỳ, 100.000 đại kiếp, phải không Ngài? Dạ, con nghe nói là Ngài tu bằng xa như vậy mà hai vị, sao con biết là hai vị đó sẽ gặp nhau trên đất này? Để con, khi mà con nghe vậy con rất là xúc động. Một vị tu là 20 A tăng kỳ, một vị là 80 A tăng kỳ. Có phải vậy không? Nếu mà phải thì Ngài chỉ dạy cho con để cái tâm quan hỷ con về nghĩ về những vị Phật toàn giác trong thế gian này á. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con cảm ơn Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Vị. Thì có Bồ Tát là có ba hạng, hạng thứ nhất là hạng về trí tuệ, hạng thứ hai về đức tin và hạng thứ ba về tinh tấn. Cái vị mà cuối cùng trong trái đất này đó, tức là Ngài Mét Trây Giá đó, là hạnh tinh tấn. Ngài phải tạo 13 là mật tê 80 là thành kỳ đó. Còn Ngài đức tin thì 60, 40 chứ, 40.
còn cái ngài Trí Tuệ là Đức Bổ Sư của chúng ta là 20. Quý vị biết nghĩa là các ngài đó khi được thọ ký là sẵn sàng để đắc đạo quả rồi, nhưng mà vì cái tâm từ của các vị đối với chúng sanh thành ra tiếp tục khổ luân hồi bốn thần kiên trăm ngàn cái đại kiếp nữa, để cho chúng ta có 84.000 bài pháp như bây giờ mà chúng ta coi rất là thường, coi không có giá trị gì hết. Mình nhớ cái chuyện đó, nhớ cái chuyện đó. 84.000 bài pháp đó là rất là quý giá, chứ không phải là cái chuyện giỡn chơi. Nhưng mà chúng ta coi không ăn thua hết. Ngài dạy cho ai chứ không ngài có dạy cho mình, là mình không có khe. Nam mô Bụt Thầy Giá. Với tâm lòng tri ân và là kính pháp, con thành kính cảm ơn ngài rất là nhiều ạ. Dạ, con sẽ ghi nhớ những lời ngài nói và cố gắng thực hành trong đời công cuộc sống của con. Con cảm ơn ngài rất là nhiều ạ, một lần nữa. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Pháp Học ạ. Bạch ngài, tích 500 con dơi nghe tụng Di Diệu Pháp có phải bằng tiếng Bali của thời nay không ạ? Có phải trên thời trái đất này không ạ? Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tông hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự thì tiếng Bali đó là tiếng của chư Phật. Mình nói chư Phật tức là tất cả cái gì Phật. Dầu rằng cái cổ ngữ đó, cái lúc mà các ngài nói đó, nó có cái tên gì đi nữa thì cái cổ ngữ đó vẫn gọi được tiếng Bali. Tại sao gọi được tiếng Bali? Tại Bali đó là hồi thời Đức Phật của chúng ta đó, cái ngôn ngữ ngài dùng là ngôn ngữ Marathi. Ngôn ngữ Marathi gọi là Mula Pha Xã, tức là ngôn ngữ của Phạm Thiên đó. Phạm Thiên mà đầu tiên mà xuống trái đất này thời tạo thiên lập địa đó, mà Phạm Thiên đâu nói nhau bằng tiếng Bali, bằng tiếng cái tiếng Marathi đó. Thì cái tiếng đó là con người dùng, nó sẽ bị ảnh hưởng, nó bị thay đổi theo cái chiều hướng con người, nó không còn giống cái ngôn ngữ nghe là từ cái lúc các Phạm Thiên mà xuống trái đất nói. Thành ra các nhà mà về ngôn ngữ, nhà ngôn ngữ tức là về cái tập tâm tạng này kim sùm đó, mới đặt ra một số cái tiêu chuẩn, mình gọi là văn phạm đó, tiêu chuẩn để giữ lại cái nguồn gốc cái tiếng Marathi đó cho tới bao lâu đi nữa thì cũng giống nhau, cái nghĩa cũng giống nhau. Thành ra ngài dùng cái ngôn ngữ đó đó, ngài đặt cái tên Bali với cái định nghĩa là Buddha quá trà năng ba lê ti tị ba lý, tức là ngôn ngữ nào duy trì được toàn bộ lời dạy của Đức Thế Tôn, ngôn ngữ đó gọi là Bali. Bali thì có đối với thời Đức Phật đó thì cái ngôn ngữ Bali tức là ngôn ngữ Marathi. Thì mấy cái gì trước hoặc gì sau này đó, cái địa thế đó như thế nào thì không có biết, cái nước đó tên gì thì không biết, nhưng mà cái ngôn ngữ đó gọi tên theo cái thời đó là cái tên của cái nước đó, nhưng mà nó là cũng gọi là Bali cho tất cả các vị Phật, với cái định nghĩa mà mấy cái nhà đó, mấy cái nhà về ngôn ngữ học người ta đặt ra đó, với cái định nghĩa là vậy đó, tức là Bút Tháo Quá Trà Năng Bali Ti Tị Bali. Thành ra thường quý vị, nếu mà có nhiều người nói Bali không phải Đức Phật nói, cái đó là tại họ không hiểu cái quy trình thành lập tiếng Bali. Nghe cái tiếng ở Thái, Miến Điện đó, khi nhà sư mà đi học đó, họ không có nói dịch tiếng Bali ra tiếng Thái, hoặc ngược lại mà họ nói là dịch tiếng Marathi ra tiếng Thái, hoặc ngược lại dịch từ tiếng Thái trở lại tiếng Marathi. Nhưng mà cái chữ Marathi đó là cái ngôn ngữ của người Maratha đó, là ngôn ngữ Bali. Hy vọng quý vị chúng tôi nói quý vị hiểu vậy đó. Chứ
Chứ tại sao mà quý vị coi trong cái mấy cái bộ đầu tiên đó là nó là ngôn mù lá pha xã hay là ngôn ngữ Magathi này kem sùm đó, thì cái mà dễ dàng nhất đó, quý vị đem bài kinh bây giờ chúng tôi đọc á, giờ bài chuyển pháp luân đi, quý vị đi qua tiểu bang Bihar đó, tiểu bang Bihar là cái tiểu bang của Magatha hồi xưa đó, cái thành Magatha hồi xưa đó, theo cái thống kê mới nhất chúng tôi được đọc của cái bộ về ngôn ngữ của Ấn Độ làm đó, thì còn khoảng 11 tới 12 triệu người vẫn nói được cái ngôn ngữ đó, ngôn ngữ Magathi. Thì quý vị tới đưa họ đọc rồi họ đọc cho nghe có phải không? Giống như bây giờ mấy ông sư đang đọc không? Đó. Thì cái ngôn ngữ đó được tồn tại từ thời tạo thiên lập địa tới giờ. Ừ. Là ngôn ngữ của Phạm Thiên, từ trên Phạm Thiên mà sanh xuống đó. Nam mô Bích Thầy ạ. Dạ, con thấy pháp học đã kính tri ân Ngài ạ. Dạ. Quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hỏi Ngài hay là test chat trên màn hình cũng được. Dạ, xin mời quý anh chị. Cô Tu Nữ Tự Nhiên có câu hỏi gì không? Dạ, xin gửi mic cho chị Nhật Quỳnh. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Tề Duyên, cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Nguyên Trang. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị cũng như mời những câu chết chát. Nếu có những bàn tay và có câu chết chát thì Nhật Quỳnh xin ngưng câu hỏi của Nhật Quỳnh lại. Nhất là Hoàng Ngọc Diễn Đông. Lâu lắm rồi Hoàng Ngọc Diễn Đông mới vào đạo tràng. Hoàng Ngọc Diễn Đông cho vài câu hỏi đi Hoàng Ngọc Diễn Đông. Dạ, lâu lắm rồi cũng không có nghe được âm thanh của Hoàng Ngọc Diễn Đông luôn. Dạ, vì mời bàn tay Hoàng Ngọc Diễn Đông nha. Dạ, đặt cho vài câu hỏi cho đạo tràng đi. Ồ, cô Tuệ Duyên đưa tay hả? Phải không cô Tuệ Duyên, cô chuyên đưa tay mà mời cô Tuệ Duyên nha. Dạ, sa thú, kính cảm ơn sư Nhật Quỳnh. Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, Ngài Đức, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính đảnh lễ quý bà, quý cô, tu nữ và kính chào toàn thể quý Phật tử. Dạ, con có câu hỏi như thế này. Cái tự ngã trong thân và cái vô ngã nó khác nhau như thế nào? Dạ, con xin Ngài giảng cho con hiểu rõ. Theo con hiểu, nếu mà tự ngã trong thân thì con có thể tạm hiểu được, không phải là của ta, cái này cái kia bệnh nên là ví dụ như bác sĩ đồ cắt bỏ hết. Nhưng mà cái vô ngã, ví dụ như bây giờ nếu mà nói vô ngã không phải của ta, thay vì mình đang đi xe thì mình đang lái xe, mà bây giờ mình nghĩ là xe này không phải của ta thì làm sao mà lái? Con xin con nghĩ mà con ngu, con không hiểu. Xin Ngài giảng cho con hiểu rõ. Nam mô Bồ Tát Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị. Mình đem chế định vô mà mình giải thích mấy cái đó nhiều khi nó không có rõ ràng. Cái tự ngã hay cái gì như vậy đó, ngay cái thực tính pháp này đó, tâm tâm sở với sắc. Tại vì nó vừa dòng số cái điều kiện thì nó mình mới gọi nó vậy, cho đặt tên cho nó là vô thường. Vừa một số điều kiện nó vô mới gọi là đau khổ rồi mới là vô ngã. Chứ còn cái chế định đó, thì thường mình dựa vào chế định thì mình nghĩ nó là vô ngã, là nó nhiều khi nó không có giải thể giải thích được, không thể giải thích được. Phải dựa vào thực tính pháp, mình nhớ chuyện đó, dựa vào thực tính pháp. Ví dụ như mình nói cái danh sắc này tại sao nó vô thường,
bởi vì nó không có thuộc quyền sở hữu của ai, hay giờ bên có ai sở hữu nó. Ví dụ như mà mình đang vui tự nhiên có người biết buồn đi mình cũng buồn được, vậy thành ra nó không ai sở hữu được nó cả đó. Hay là cái danh sách này đó, nó sanh là nó diệt, lúc nó sanh biểu nó diệt đi là nó có diệt không, hay là nó ràng diệt biểu đừng diệt, sanh đi được không, mình không thể điều khiển được nó. Ừ. Còn cái chế định là cái do người ta định đặt ra, mà cái định đặt ra là nó thay đổi theo cái điều kiện của cái sự định đặt đó, chứ nó không phải là nó thay đổi theo cái điều kiện của thiên nhiên. Bởi vì quý vị coi trong ấy nó có năm cái ni da má đó, không má ni da má tha tụ ni da má phi xa ni da má này kim sùm đó, nó theo cái điều kiện đó thuộc về chế định. Còn danh sách đó là nó theo cái điều kiện của nghiệp tâm vật thực với thời tiết, nó có rất nhiều cái nó khác nhau rất là xa, là tùy theo cái chỗ mình giải thích. Chứ còn mình nói đầu này mình giá đầu kia không có được. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, sa thú, con không hiểu rồi, dạ con kính tri ân ngài. Dạ con còn một câu hỏi nữa, con sẽ gửi lại mic lại cho đạo tràng. Một câu hỏi này là cái bài gia ni dài, đó là Ratanasutta, nhưng mà cái đoạn con thích nhất là cái đoạn gần cuối, để con đọc rồi ngài giải thích cho con cái đoạn này. Quá rô quá rành nhù quá ra đồ quá ra ha rô anh bút ta rô thầm mà quá rằng a đề say chi y đàm vi bút thề ra tăng nặng bù nề tăng e tê na sách suá thứ hồ tú. Rất là hay cái đoạn này, nhưng mà con không hiểu cái đoạn này, không biết cái bài kinh này là nói về châu báu, nhưng mà cái đoạn này quá hay, con nhắm mắt con bắt chước riết con thuộc luôn, chứ con không có học cái đoạn này nữa. Dạ con xin ngài giảng giùm con cái đoạn này, con nghe nó hay quá. Nam mô Bụt Tha Giá Kim Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Nó hay mà không biết nó là cái gì thì nó hay chỗ nào. Hỏi cái này chúng tôi không biết được cái lời nó hay, phải nói tại sao nó hay, ở nghĩa nó như là mà nó hay là chỗ đó như là tại sao gọi hay. Còn này hay mà không biết nó hay, giống như hai người đi nghe ông sư nói pháp về, người ở nhà hỏi người kia nghe ông sư pháp vào hồi hôm này cũng nói hay lắm, họ giải pháp gì vậy, nó hay quá là tôi không có nhớ đúng không, đâu có được, cái này là không có được. Muốn đoạn nào là phải hỏi, phải hiểu nghĩa rồi mình nói nghĩa ra để rồi mình không hiểu chỗ đó hay vậy, chỗ đó dở như thế nào người ta mới có thể mình giải thích được, chứ còn nào không hiểu giá trị thôi, chứ làm sao nói ra cũng giống như không nói thôi ha. Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin đọc câu hỏi của Pháp Học ạ. Bạch ngài, vị Bồ Tát được thọ ký về sau có còn sát sinh hay phạm giới không ạ? Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Chẳng có thể phạm được như thường tùy theo cái cảnh giới của vị đó chứ. Chứ cái vị đó vẫn còn là phạm nhân mà. Chỉ có bậc thánh thì mới chắc ăn thôi, chứ còn phàm nhân thì vẫn có thể như thường. Dù rằng phàm nhân đó là cái gì đi nữa thì không ấy là cũng vậy chứ. Bởi vì nó có một số cái điều kiện mà liên quan tới cái gì Bồ Tát thôi, chứ còn đâu có được nhiều. Ví dụ như vị Bồ Tát rồi, khi mà được thọ ký thì không sanh vào những cảnh giới gì, không làm gì gì đó, hay là ngũ nghịch đại tội rồi này kia thôi, chứ còn nếu không vẫn có thể phạm giới được như thường, vậy sao không phạm. Bởi vì thọ ký rồi phải 4 A Tăng Kỳ nó mới là đắc đạo quả, chứ đâu phải là thọ ký 1-2 ngày sau đắc đạo quả đâu. 4 A Tăng Kỳ để trồi lên 3 cõi 6 đường, nó có một số cái cảnh giới không đi thôi, tại đi cái tuổi thọ nó lâu quá rồi không được đắc này kia thôi, chứ
chứ còn những được sanh như thường chơi tao không ấy được. Thành ra vẫn có thể phạm như thường tùy theo cảnh giới của gì đó. Mà vẫn còn là phạm nhân thì phạm nhân mà nói giới trong sạch thì cái chuyện đó nó khó khăn lắm nhau hay không đó. Thành ra Bồ Tát vẫn có thể sanh làm ngạ quỷ rồi này kia rồi, nhưng mà thường thường á cái gì mà được thọ ký rồi đó, đó thì không sanh làm người trong bộ lạc thiểu số, không sanh làm thiên tử ma vương, không sanh về làm phạm thiên vô tưởng, không sanh về làm phạm thiên ngũ tình cư, không sanh qua các vũ trụ khác, không sanh làm phạm thiên vô sắc, không sanh làm người nữ, không sanh làm nô lệ, không sanh làm người câm điếc đuôi, không sanh làm người tàn tật quá đáng, không thể hình đổi tướng tức là đi thái rồi về thành người khác, không tạo vô gián nghiệp, không sanh vào lô kinh tà na rốt, không sanh các điện ấy là xa, không sanh làm chúng sanh nhỏ hơn còn chim nhộng dọc của mình hoặc lớn hơn con voi, và cũng không thể là bậc thánh trong khoảng 4 a tăng kiện trăm ngàn đại kiếp. Thành ra khi như vậy thì vẫn có thể phạm ngũ giới được như thường bởi sanh trong một số cái cõi đó, nhưng mà là không làm những cái điều đó thôi, nhưng ngũ quỷ đại tội thì không làm, chứ còn những cái khác vẫn có thể làm được. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ con thấy pháp học là kính tri ân ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Như Thật. Thưa sư, các vị thánh văn và vị độc giác có thọ ký không ạ? Dạ con kính dân mến đến ngài. Nam mô Phật Thà Giá kính bạch chư, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự là một số trường hợp đặc biệt thì có thọ ký, còn đa số thì không, bởi vì thinh văn với độc giác nó đông dữ lắm, đông không thể đếm được. Ví dụ như ông Đề Bà Rách Tạ, ông Đề Bà Đạt Đa đó, sau này thành bậc độc giác, Đức Phật nói cho. Hoặc là vua A Xà Thế thì sau này thành bậc độc giác, nhưng liền có thể nói được. Nhưng mà nói mà chính thức vị nào cũng được thọ ký thì không có đúng, tại vì độc giác là đắc của hằng hà sa số, thinh văn cũng đắc hằng hà sa số. Thinh văn vẫn một số vị ấy theo giống hằng hà sa số vượt thời cái thời mà ông Đức Thế Tôn Cà Sa Bà cũng vậy. Lúc đó hôm trước là nguyện thành Phật chánh đẳng chánh giác, sau tới đó cái ông Bà La Môn nào ấy cái quỷ bỏ lời đó thì gặp cái vị mà đại đệ thinh văn gì của ngài Cà Sa Bà, thì ông quan nghĩ quá rồi ông ấy thì ông nguyện gì đó, ngài này ngài biết là nó ở sau này vào chi và Đức Phật Khô Tà Má ông này sẽ thành cái vị đó vậy đó, chỉ có một số thôi chứ không có nhiều. Còn Phật toàn giác thì đa số các vị đều có được thọ ký, toàn giác là phải được thọ không nhiều gì thọ ký chứ mới không. Bởi vì một vị Phật toàn giác mà muốn đắc như ngài trí tuệ của Đức Phật của chúng ta đó, phải qua bao nhiêu 4 a tăng kiện trong ngày, nhưng mà không nói qua tới mà con xin làm lễ 28 vị chánh biến tri gì đó, phải đi qua một loạt tới 28 vị Phật, 500.000 vị chánh biến tri trong thời gian mà nguyện trong nói ra lời thì đi qua bao nhiêu trăm ngàn vị chánh biến tri, mà khi mà còn nguyện trong tâm chưa nói lời đi bao nhiêu triệu vị chánh biến tri đó, quý vị đọc trong bài sẩm bút thê đó, còn đem cái tầm hành kính làm lễ bao nhiêu vị chánh biến tri, 500.000 vị chánh biến tri diêm sầm đó, là tính cái thời gian của cái một cái vị Phật phải đi qua bao nhiêu vị đó thì chắc chắn là phải được thọ ký nhiều lần chứ không phải một lần. Nam mô Phật Thầy á. Sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của pháp học ạ. Bạch ngài, vậy Bồ Tát vẫn còn tâm xấu ác để tạo nghiệp xấu hay sao ạ? Dạ con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam
mô Phật thầy giá kính bạch chư tôn hiện giả kính thưa chư quý vị. Thật sự nhiều Bồ Tát được thọ ký rồi đó thì không có tâm ác xấu không, nhưng mà thật sự ra cũng có những cái lỗi lầm để đưa tới cái sự phạm giới chứ không phải không, chứ không phải là có tâm ác xấu giống như chúng sanh bình thường giống như mình. Nhưng mà tất cả mình nói là còn phạm nhân thì thật 12 tâm bất thiện phải còn, thì trong 12 tâm bất thiện cái lúc nào đó thì cũng tào lao như thường chứ không phải không đâu ha. Thì mình đừng có nghĩ là được thọ ký Bồ Tát tức là trong sạch trong trong, mà Bồ Tát mình thấy còn đỡ cho Bồ Tát của mấy ông tào cái gì thấy không, trì uống rượu để bụng phình ra rồi này kia, cười nhăn răng tối ngày đó thấy chưa, nó gì đó cái ông gì đó ông gì cô chạch nó nay ta không muốn độ người uống rượu thì phải uống rượu đó ha. Hoặc là cái ông gì mà hay vỗ ngực xin tên ta không vào địa ngục thì ai vào đó ha. Tào lao vậy đó thằng mô Bồ Tát giá. Dạ con thấy pháp học đã kính tri ân ngài ạ. Dạ kính mời quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Trực tiếp hỏi ngài, giơ tay hỏi ngài là tích chat trên màn hình ạ. Xin mời quý anh chị. Dạ, sa thú lành thai. Kính cảm ơn Trần Ngạo rất là nhiều. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Trần Đạo cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, không còn được bao nhiêu phút nữa quý vị. Nhục Quỳnh kính mời quý vị có thể cho những câu chích chát hoặc có thể cho bàn tay. Dạ, để hỏi ngài một tuần lễ. Đạo tràng chúng ta chỉ có được một ngày thôi. Nên kính mong đạo tràng cho những câu hỏi và cho những bàn tay ạ. Nam mô Bích Tha, dạ, cảm ơn Nguyên Trang. Dạ bạch ngài, lúc nãy con nghe ngài nói về nước Thái Lan đó bạch ngài, là nằm trên đống kim cương mà ngủ mê. Con cũng được đi đến Thái Lan một lần. Thì cái thấy của con á, con lúc mà con chưa đi á, thì con ước mong con đi Thái Lan này, con nghĩ là nước Quốc giáo, có thể mình gặp được nhiều cái hay. Nhưng mà khi con đến đó thì con cũng thấy có nhiều ngôi chùa đẹp và cũng có cái khác lạ hơn ở Việt Nam mình. Mà con thấy có một điều lạ là con đi vài ngôi chùa đó, con thấy là cái chỗ mà thờ một những cái vị tăng mà không biết là trụ trì ở đó hay là như thế nào đó, thì làm tượng rồi Phật tử rồi đến cúng bái rất là đông. Còn cái chỗ mà chánh điện á, con tìm mãi cũng không thấy Đức Phật ở đâu. Dạ, không thấy cái tượng Phật ở đâu. Thì cuối cùng con hỏi tới hỏi lui thì con cũng tìm được đến nơi để thờ Phật. Thì chỗ thờ Phật á, thì lại rất là vắng. Dạ, vắng Phật tử. Còn những chỗ đó thì con thấy nào là xin xăm, nào là cúng cái gì rất là nhiều. Nhưng mới đây thôi, dạ, mới trong vòng 1-2 ngày nay, con lại nghe một cái câu chuyện mà con vào con coi thì con thấy nó lạ quá. Con mong ngài chỉ dạy cho con, nếu con có nói gì mà phạm lỗi thì kính mong đạo tràng cũng như ngài chỉ dạy cho con để con sửa. Tại vì con mới nghe đây là có cái gì mà cái con búp bê mà cu mà thông gì đó, thì người ta đi qua Thái Lan nên người ta mua đồ, người ta mua những cái hàng vật dụng của Thái Lan người ta bán, thì người ta là
được đó, gặp may mắn này kia kia nọ. Mà mấy người họ nói với con á, là những cái con búp bê này á, là do những vị sư, những vị sư Thái Lan, mà những vị sư coi như là có cao hạ hay gì đó, đại khái vậy đó, là làm những cái con búp bê đó sên cái gì gì vô đó đó để cho nó linh thiêng. Dạ, ông có câu của hỏi của Bí Ngô hả? Dạ, để cho Nhật Quỳnh ngài trả lời hết câu hỏi của Nhật Quỳnh. Nhật Quỳnh đọc câu hỏi của mời Trần Đạo nghe. Dạ thì ý con hỏi mà bạch ngài, con nghe như vậy đó, nghe qua nghe lại không biết cái điều nào đúng cái điều nào sai, và dạ, ngài chỉ dạy dùm cho con à. Nam mô Bụt Tha. Dạ con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư vị, mấy cái đó thì mi nó ấy rồi, thì có mấy ông sư ngồi rừng hay làm đó, cái đó gọi là Kuman Thon. Kuman tức là Kumara tiếng Bali, Kumara Thon tức là vàng. Người ta lấy mấy đứa xác chết đứa nít đó, để nó tụng tụng riết vàng luôn rồi nó linh chị ông sùm à, cũng mà ra à. Nhưng mà cái đó nó không có đúng đâu, thành ra nó đồn vậy chứ không có đúng. Thường cái đó nhiều ở Thái mới ở Miên là nhiều. Miên là mỗi lần nó luyện mấy cái đó là ghê gốm lắm chứ. Nó thí dụ như mấy cô mà còn trinh mà chết trẻ trôn, nó ra nó ra vô cái mộ nó liền ông sùm gì ông sùm. Chúng tôi xưa ở rừng mấy ông kể nghe, nhưng mà thường thường là nó không ấy đâu. Nhưng còn cái chuyện bên Thái nó gì nè, thứ nhất á là nó có hai phần, chùa nó có hai phần. Cái nơi trên điện là nơi chỉ làm tăng sự của chư tăng mà thôi, nên nó rất là vắng. Nó rất là vắng, ít khi nào người lưu tới. Còn một bên nữa nó có một cái chỗ ồn ào lớn, nó gọi là xã La Canbarin, tức là cái nơi đó dùng để cho Phật tử sinh hoạt. Phật tử nào muốn sinh hoạt cái gì đó thì đi qua đó hết, qua đó đại cơm đại đập bên đó, là Phật tử muốn lại mình làm ồn ào gì cũng được không sao. Nhưng mà thường trong chánh điện là cái chỗ nơi có kết giới Sima đó là không được ồn ào trong đó, nghĩa là ngay cái đốt nhang đốt gì cũng không có. Họ rất là kỹ, họ rất là kính trọng Đức Phật, chứ không phải giống như mình mà trước mặt Đức Phật làm trong bó nhang, người ta không có làm, bên đó là không có làm đó. Là hai cái khu vực đó mình phải hiểu vậy đó. Thì những cái có những cái khu vực mà nó thường là cái những cái chùa ở ngoài thì mấy ông sư đó không vô trong rừng, ông tu cái hành đầu đà đó, nhiều khi ông thấy cái gì đó không biết, hài lòng liền cái món gì đó, nó mới thành ra những cái cùng an toàn này nè. Để nghĩa là thật sự là nó ông kiếm ăn thì không có đúng, nhưng mà học trò ông á lợi dụng cái đó nó kiếm ăn thôi. Ai muốn liên lạc học trò vô đưa cái đó vô, cái ông vô trong phòng riêng kính ông tụng gì ông chồng đó. Nhưng mà chúng tôi từ mấy cái đó là nó không có lợi gì hết á, đừng nó dạy dột mà để cho chúng nó gạt mình qua lợi gì đó. Cái ông kỳ rồi mà nổi tiếng này nọ bên Mỹ biết đó, cũng vậy đó, ông xây cái tượng Phật lớn, ông kêu tiền kêu bạc gì xong ông ôm tiền ông chạy qua đây, chúng nó dẫn độ về anh đưa vô tù rồi đó. Thì cái đó nhiều lắm. Nhưng mà những cái gì nào mà thương á mà tu đàng hoàng đó, quý vị không phải dễ gặp đâu, nó thật không phải dễ gặp. Đa số là ở trong rừng trong núi mà ở chỗ vắng dữ lắm, không phải dễ gặp. Thì cái đó mới là thứ thiệt, nó là thứ thiệt. Chứ còn mấy cái chùa mà ở khu vực mà du khách đi du lịch đông, không có chuyện này cũng có chuyện nọ, là không bán cái mấy cái loại cung an toàn này, ít nhất thì cũng từng Phật cho ấy rồi này kia ông sùm, hay là mấy cái sâu chuỗi rồi này kia làm tùm lum, chứ không ấy. Thành ra mà thường thường mấy cái chùa quý vị đi nào đi ở đi qua Thái, gần cái chùa gần cái chợ Tạo đó, vào qua Rát đó, thôi cái thứ đó nhiều lắm, ví dụ đủ thứ đó. Xa lợi xa liếc chị ông chồng đó, mà không biết tại sao mà nó vẫn có thể tồn tại trong khi chính phủ nó cũng làm dữ lắm chứ đâu có ấy đâu, nó bắt hoài chứ mà nó không vẫn giấu được. Bây giờ mà đa số mấy cái chùa đó mà bày ra mấy cái tượng mà đeo để đồ đó,
mà bán cho Phật tử thỉnh trong đó, nó bán rồi không có thỉnh nhiều nhiều để về hên rồi này kia ông sùm đồn là súng bắn không vô rồi này kia ông sùm. Có mấy người họ đi cũng ghé ông hỏi chúng tôi, nó đều ra súng bắn vô, người ta nói đúng rồi, cái đó đúng, cái chỗ nào súng bắn được cái nhà vô, nhà vô nó bắn chết thì chết, không vô thì được. Thành ra cái đó là mình về tất cả chúng sanh nào vậy đó, phàm vô thì sợ hết ngày sợ nọ rồi để cho chúng nó gạt cái đó, không có cái gì mà bảo đảm mình bằng cái thiện pháp mình tạo đó. Thành ra mấy cái đó là nó tin, nói gì tin là cái gì bị lừa, bị lừa. Mấy cái chỗ mà tôn trọng giống như cái chùa Phật Ngọc á, trong đó không được bán gì đó. Mà quý vị vô đó đó, quý vị mặc mini zip là không được. Zip là phải tới đầu rồi, tới mắt cá, chứ còn ngàn đồ gối trở lên là bắt vô mướn cái giống cái hồng sắc của mấy ông sư quấn trên không cho vô trong đó. Khó khăn lắm chứ không phải dễ, mấy chỗ thứ thiệt đó, thì nó vậy đó. Còn mấy chỗ mà nó muốn kiếm tiền đó, thì thôi vô rồi nó quảng cáo nào là cái này cái nọ đủ thứ hết đó. Thì quý vị không nên vô mấy chỗ đó, bởi thứ dỗm, không có cái thứ nào mà cái vật ngoại thân mà nó giúp mình được đó. Cái vật trong thân nó mới giúp được mình mà thôi. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú con thành kính tri ân ngài rất là nhiều. Mời Trần Đạo nghe. Dạ, sa thú kính tri ân ngài ạ. Con xin đọc câu hỏi của Bí Ngô. Bạch ngài cho con hỏi, vị sư phụ của mình dạy mình một đằng nhưng là một nẻo, gặp nhau thì ít trao đổi Phật pháp mà toàn nói chuyện địch. Con không buồn hay không ghét, nhưng ít muốn gặp vị thầy tế độ mình nữa. Như vậy mình có vô ơn, là người không biết tri ân không ngài? Và con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Không có chuyện đó, không có gì mà sợ đó. Lúc là một vị tỳ kheo phải với thầy tế độ hoặc thầy nương nhờ trong vòng 5 năm để học rất nhiều chuyện. Không thể bỏ về vị tỳ kheo đi, nếu mà đi về là thì bao nhiêu chuyện theo luật. Nhưng mà có cái điều mà vẫn cho phép như thường. Mình vô mình xin với thầy tế độ, thầy nương nhờ cho con học cái đó mà ông không cho đó, vẫn có xin 3 lần mà ông không kêu làm đó, vẫn có quyền bỏ đi như thường mà không có phạm giới, không có phạm gì hết. Đó. Thành ra bên Thái cái đó rất nhiều, hay bên Mình Điện về nhiều khi ông thầy không phải ông không muốn dạy mà đều ông bận bao nhiêu chuyện gì, ông thầy ông bận lắm, bận như tối ngày người ta mời đi chỗ này đi chỗ nọ. Thứ nhất là gì nào mà có ông thầy là tam tạng bổn sư để biết coi trên cái lịch là không có ngày nào không có người mời đi thuyết pháp đi giảng đạo đó, ông đâu có chuyện lo cho mình. Thì mình vô mình xin thì không phải gửi chồng tới cái gì nào để mình nương nhờ mà học, mà mình xin 3 lần mà cái gì đó không có cho mình được cái cơ hội để học hỏi giáo pháp Đức Phật, mình vẫn có quyền bỏ đi để mình tìm cái gì thầy khác hoặc gì nương nhờ khác. Chứ cái chuyện đó là nó không có lo gì hết á. Khi nào mình thấy chỗ nào mình thấy mình muốn tu hay mình muốn vô chùa để mình học Phật pháp, chứ không phải là mình vô đó để mình làm nô lệ cho ông thầy. Mình muốn làm nô lệ là làm nô lệ cho ông thầy thứ thiệt. Ông thầy thứ thiệt là gì? Ông thầy thứ thiệt Đức Phật nói rồi, nói với ngài Ananda đó: này Ananda, pháp nào ta đã tiên thiết cho các người, luật nào ta đã chế định cho các người, pháp và luật ấy là thầy của các người khi Như Lai niết bàn. Đó. Thành ra mình không có sợ gì, gì có quyền bỏ đi. Phật tử cũng vậy, không sao, tìm gì thầy khác để nương nhờ để được học hỏi giáo pháp Đức Phật, không có tội lỗi gì cả. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ, con đọc tiếp câu hỏi của Bí Ngô ạ.
sợ, con thì không sợ búp bê đó, nhưng người xung quanh rất sợ, thì mình khuyên họ thế nào sư? Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Phật Thà Giá Kinh Bạch Triều Tông Hiền Giả Kinh Thừa Chịu Gì. Sợ thì đừng tới gần thôi chứ có ai đâu. Tâm mình yếu mà mình tới đó mình ngó anh chị. Mình sợ gì thì mình nên tránh xa. Mình cái đó tránh xa. Thường thường đó mình yếu quán vía hay là người ta nhát mình sợ. Thí dụ như mình hồi nhỏ nở gần ông anh bà chị hay nhát ma mình đó. Cái lớn lên mình sợ ma. Cái đầu óc mình nó lợn giỡn cái đó rất là nguy hiểm. Nếu quý vị ngoài rừng quý vị không biết đâu. Chúng tôi ở rừng. Nhà nó sợ ma thì không có sợ, mà sợ mấy con thú dữ gì đúng không? Nhưng mà đôi khi cũng bị ở bên cái góc của chúng tôi đó. Nó có một cái gốc cây. Nghĩa là cỡ ngang ngực mà ban ngày chúng tôi rửa bát vẫn phơi phơi trên đó như rừng gốc bát thôi. Nhưng mà bữa đó Tào Tháo được nửa khuya đứa kia mở cửa rồi thấy gốc cây nghe là bật ngửa chứ không phải giận đâu. Tưởng đâu ai ngồi có chuyện lấy được bình tĩnh mới biết mình sợ chuyện tào lao. Qua kể cho sáng ra kể cho ông sư kế bên ông nói xưa ông thấy ông tưởng đâu ai ngồi trên ông còn đỡ tôi thấy nó nhúc nhích. Rồi phải sợ là do cái tư tưởng mình không có vững chứ không có ma nào mà thấy nhát mình đó. Quý vị nên nhớ cái phi nhân đó, hai người quốc mặt mà họ tới họ ấy là họ tới để họ xin phước thôi chứ không có tới nhát mình đâu. Nhưng mà tại vì từ nhỏ lớn mà đã bị hù bị nhát riết mình sợ ta không ta tới ta xin phước mình đó. Khi nào quý vị có gì lại đứng lại hỏi có cần gì không hay là gì đó, còn không thì bữa sau mình có đi làm phước làm gì đó thì mình hồi hướng hút báo tới cái chúng sinh mà lãng giảng đó. Mình nên nhớ là hồi hướng hút báo chẳng những phải cho ăn của mình mà cho cả những người quan trái với mình nhiều đời nhiều kiếp nữa đó, phải hồi hướng hết để cho nó có cơ hội nó nhận thì nó được ăn vui, nó đông khóa mình nên chi nghe không. Còn mình đã sợ rồi cái mình đi kiếm thầy bói thầy pháp tới ếm nè, nó mà ra rồi cái hũ là nó bóp cổ mình hết chứ. nó hận thù mình đó. Mình phải có tâm từ với nó để nó có tâm từ với mình nghe không. Mà nó gặp mình thường là nó xin phước bởi vì nó ở cái cõi ít phước mà. Nhiều khi nó ở cõi ngạ quỷ nó đói cho bao nhiêu lâu. Nó thấy mình nó mừng thấy hộ. Thành ra mình mới kêu nó lại. Được rồi để ta phước phần phước màu ta làm ta hưởng phước báo cho người. Khi mình làm được việc gì phước gì đó. Thì phần phước này xin hưởng phước báo tới tất cả. Thân nhân thân bằng quyến thuộc và ngay cả các chúng sanh đã từng quan trái với chúng tôi nhiều đời nhiều kiếp. Được hưởng và được an vui. Đó. Thì rồi sống rồi thôi chứ. Chứ ở đó mình đi kêu thầy pháp thầy ấy dễ về đó người ta, con ta đã ở cái chỗ khổ đau gì đói lên đây xuống mà còn đi nhốt người ta nữa kỳ cục vậy phải không. Cứ hồi hút báo cho nó thì nó nhận được thì nó an vui mình cũng an vui theo. Và đừng lo nằm mô bụt thai giá. Con thấy Bí Ngô đã sa thúc ngài ạ. Bây giờ con xin đọc câu hỏi của Pháp Học ạ. Kính ngài, có phải 500 con dơi nghe giọng đọc kinh, kiếp sau nghe lại ngôn ngữ đó thấy quen nên dễ nhớ lại phải không ạ? Vậy con ráng học Pali bây giờ cho quen giọng, quen câu kinh, cứ kiếp sau thì con gặp lại thì dễ nhớ lại phải không ạ? Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giả Kinh Bạch Triều Tông Hiền Giả Kinh Thừa Chư Quý Vị. Nói nằm đầm cái chi dơi, anh dơi đó đó. Nghe mấy sư tụng. Tụng xong rồi cái tới lúc mà đi đoạn thụ đó, sanh về cõi trời hết á. Sao xuống làm 500 vị tỳ kheo là học trò của ngài Sariputta, rất là thông minh. Rất giỏi về diệu pháp. Bây giờ người ta họ nghe cái đó rồi. Thật sự ra nó mà nói chứ cái
phước của nó có, nên nó nghe cái đó mà nó cảm thấy êm tai thì nó ráng nó đeo nó nghe. Thật sự nó cái phước nó lớn. Mình mà vô nghe ông sư mà tụng cái kiểu đó, người bảo đảm trong bụng lằn nhằn rồi, tụng cái gì nghe không được. Nhưng mà có lẽ là cái phước nó lớn quá ra, nó nghe cái đó nó thấy có lợi ích mà. Thành ra đấy, mà không phải là năm đông dơi đâu quý vị, đọc nhiều chuyện nó thấy đó. Nghe con nhái mà nghe cái âm thanh mà Đức Phật giảng đó, mà cái ông Bà La Môn mà ông để cái gậy lên lưng nó mà nó không la đó, nó sợ làm phiền người khác là không biết nó cỡ nào. Không phải dễ rồi đó. Thành ra bây giờ đó, nếu mà có cơ hội đó thì cứ nên học Bali đi, bởi vì ngôn ngữ đó đó là ngôn ngữ của chư Phật mà. Nghĩa là không có được cái bề ngang cũng bổ và dọc là cái loài vậy đó. Quý vị không thấy chứ, nhiều khi nó ngoài nói chứ. Ở đây bây giờ thấy chứ, ở bên Thái mình điện như thế. Hồi chúng ta ở Thái, mỗi lần lễ sinh nhật con vua đó, nó mời 3-4 ngàn ông sư vừa mà quất giờ rồi vô tụng, ngồi nghe nổi da gà luôn á, chứ không phải giỡn đâu quý vị. Cái âm thanh đó, quý vị khi nào có dịp gặp mấy cái đó mới biết tại sao cái ngôn ngữ đó nó như vậy. Nó có cái quài lực của nó, ngôn ngữ nó có quài lực. Mà năm nào vậy đó. Hồi lúc đầu thì họ mời ít thôi, họ mời tất cả ông sư ngoại quốc. Thì thường thường ông sư ngoại quốc thì Thái khoảng chừng 1,000 mấy à. Tới ngày lễ cái nó mời vô cho học, đọc kinh tới ngày lễ. Sau này không cho đọc nữa, bởi vì mỗi ông sư đọc một giọng. Thì đâu giọng nghe nó chói nhau ra. Sau này đó, tới cái ngày đó thì nó cho chính ông sư Thái để làm lễ vô tụng thôi, còn mấy ông sư ngồi quốc thì ngồi ăn thôi. Tụng quý vị nên nhớ cái ông Mấn Điện hay là ông người Mòn ông tụng thôi, chứ mình nghe mình cũng rầu. Ngay cái ông người Miên cũng vậy, Kusala mà thăm mía đó thôi, bên cái chuyện nghe mắc cười lắm. Mà nó cũng vui, nó cũng vui. Quý vị để nghe đi. Còn cái cô cái gì mà pháp học, nếu có thì giờ chúng tôi cũng khuyên là nên học về Bali. Lên trên YouTube đánh Bali Basic có mấy người Mỹ cũng có dạy mỗi lần một số vấn đề. Còn nếu mà ở bên đó mà có mấy vị sư như Thái Lan Miến Điện mình học thì cũng tốt, chứ không phải không. Đọc cái đó nó có lợi lắm, bởi vì Đức Phật Di Lai là trước sau mình cũng phải gặp Phật, mình đào tạo, mình đào tạo phước báo để mình giải thoát mà. Mình trước sau gặp vị Phật, mà gặp vị Phật mà mình nghe ngôn ngữ của Ngài nói không hiểu bỏ đi thôi, chứ uống cả bao nhiêu a tăng kỳ kiếp sao đó. Nam mô Bụt Thầy giá. Học đã kính tri ân Ngài ạ. Và con xin đọc câu hỏi của Bí Ngô. Bạch Ngài, một người không giữ giới nhưng chuyên hành thiền thì sao có về được cảnh giới trời nào không thưa Ngài? Và con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch Chư Tôn Hiền giả, kính thưa cho quý vị. Không giữ giới mà muốn về cảnh trời thì chỉ có cảnh trời ơi thôi chứ. Trong tăng chi hình như chương Đồng Phá thì phải, chúng tôi tóm tắt cái câu đó là ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt. Rồi quý vị không có giới được cái đó hành cái gì đó. Nghĩa là để thí dụ cho quý vị, bà hoàng hậu Mallika của vua xứ Kosala đó, bà là cái người mà nổi tiếng là cái pháp đại thí trong cái thời Đức Phật này chỉ mình bà đó thôi đó. Nghĩa là làm cái cảnh thí mà 500 người, 500 con voi để hầu ăn với Đức Phật rồi này kia xong, là chỉ của mình bà đó làm được thôi đó. Nhưng mà có lần bà nó láo ông chồng bà, tới chừng cái bà lộ cần tử bà Phật Sanh, bà nhớ tới câu nó láo đó, bà đi điện cũng như thường.
Chứ bây đừng tưởng làm phước nhiều rồi ấy ha. Bởi vì bố thí nó có cái quả của bố thí, giữ giới nó có quả của giữ giới, hành thiền là có quả của hành thiền. Bây giờ hỏi mình không giữ giới, mình chắc chắn là mình không được sanh làm người, không được sanh trên trời, thì ra cái phước mình làm có giữ được không? Vẫn thưa quý vị, giữ được như thường, vẫn hưởng được như thường. Chúng tôi hay nói hoài đó, hồi xưa chúng tôi đi trì bình ở Bangkok đó, bữa đó bữa no, nhưng mà con cậu của bà con chúa Thái đó, nó ăn bíp tết hàng ngày, thấy rõ ràng không? Cái trước mình chơi một kẹo mà không thèm làm phước, cái lo học lo giữ giới, kiếm này làm người, bữa đó bữa no, còn nó năm đó đó, nhưng có người dân tới miệng, chứ đâu có dễ đâu. Thành ra nghĩa là giới định tệ, giới là đầu câu chuyện, phải có giới mới được, chứ còn không có giới đừng nói định tệ vậy đó. Con đường mà muốn đi ra khỏi luân hồi, con đường giới định tệ phải nhớ chuyện đó. Giới là cái bắt đầu của câu chuyện à. Thành ra phải ít nhất phải giữ giới, rồi sau này mình mới làm được. Chứ còn nếu mình không giữ giới, mình vô mình ngồi thiền là ngồi sao? Ngồi cứ nghĩ là chiều thằng kia nó mới mời mình tối nay ra chỗ đó để nhậu, mà cứ ngồi nghĩ về hoài làm sao tiền gì nữa. Ngồi cứ nghĩ tới bộ câu quay rồi kim sụp nữa làm sao, phải giữ giới tối thiểu hay năm giới, đó là tối thiểu. Bởi vì lộ nhân thiên là nhờ đó đó. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ quý anh chị còn câu hỏi gì không? Còn có 10 phút nữa, 5 phút nữa là hết giờ. Con thấy ngô hỏi, dạ việc giữ giới thì mỗi ngày mình phát nguyện thọ trì hay tự giữ là được không? Được không cần phát nguyện? Thưa ngài, dạ con xin dẫn mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tổ ngài, dạ kính thưa cho quý vị. Thật sự chúng sinh mình nó không phải automatic giống như bậc thánh được. Chúng sinh thường thường là giới samathana, samathana dịch là nguyện đó. Thành ra trong cái câu Bali mà quý vị đọc á, bana ti ba ta ve ramane sikha ba đăng samadhi yami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Đó, mình nguyện là nếu mình mà có được ông sư ông truyền giới thì ông sư là người làm chứng cho mình, chứ ông không có giới đâu mà truyền cho mình. Ông làm chứng để cho mình nguyện mình không làm việc đó. Còn bây giờ mình không có ai, không có ông sư nào gần, sáng là mình quỳ trước Đức Phật, trước tượng Phật trong nhà mình thờ đó. Đó, trước mặt ngài con xin nguyện giữ giới đó đó, năm cái điều đó, thí dụ là vậy đó. Thì thường thường mình nguyện giữ giới trong một ngày một đêm thôi, đừng nguyện nhiều hơn, là sao giữ gì riết cho nó quen. Chứ đừng nói mình giữ được ngàn đêm đó là phước báo vô lượng này, chứ đừng có nói chuyện giỡn. Không có ma nào phạm nhân, mình không có ma nào mới nguyện ra tới ngoài con mũi nó bay nó kêu vô ve ve, thấy nhà nội này cũng biết nguyện giữ giới, nó vô nó hung vô má cái làm cái bọp liền, thì đứt giới rồi chứ còn gì nữa, phải không? Đó. Còn mình phải cố gắng mình chỉnh lại hoài vậy, cho nó trong sạch để nhắc nhở mình nữa. Ngày nào cũng như nguyện giới, mỗi lần thấy nó là nhớ. Thì giới đó là thành quả giữa pháp học với pháp hành. Chứ không phải không muốn có giới lúc nào cũng được. Giới là thành quả của pháp học và pháp hành. Pháp học là gì? Con xin dân giữ điều học. Đó là pháp học. Thì điều học là gì? Là nó có mấy chi thì theo giới. Đó. À, tới lúc mà đụng mà mình không có làm đó thì lúc đó giới mới phát sanh được. Chứ còn nếu không thì sức mấy mình nghĩ mình cái bộp nó hoài làm sao mình có giới được mà nói cho hay, phải không? Nam mô Bụt Thầy á. Rồi còn câu nữa là trả lời luôn đây, rồi còn có việc làm như này.
Thật sự đấy, đúng rồi, cái câu thứ năm á, câu thứ năm là con xin vâng giữ điều học là không dễ vui, không uống rượu và không uống các chất say. Nhớ cái chuyện là nó ba chuyện nó nói chứ không phải không dễ vui, rượu đi là uống các cái sai, phải không dễ vui, không uống rượu và không uống các chất say. Nhưng mà hai cái sau đó là hai cái nó làm cho mình dễ vui, là mình uống rượu uống cái chất say thêm, hoặc là ngược lại. Thành ra khi mà mình có sự dễ vui là mình biết cái giới của mình, cái giới đó nó đã không có, không còn còn được tròn đủ, nó bị khuyết, có thể nó chưa đứt nhưng mà nó bị khuyết. Tùy theo cái chi đó, mỗi cái nó có chi uống rượu, cái chi nhiều nhiều đó, để coi kỹ mấy chi để biết lúc đó là giới có thể bị khuyết, bị đứt hay gì, đủ chi thì đứt, còn không đủ chi có thể là tạo nghiệp hoặc bị khuyết hoặc gì đó, là tùy theo cái đó. Thành ra thường đó mình phải học cái đó để cho mình giữ được cho nó được trong sạch. Nam mô Bụt Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư cận sinh nam cận sinh nữ trong đạo tràng, tất cả phước báo phát sinh và sự pháp tội trong ngày hôm nay xin hãy làm mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng cận sinh nam cận sinh nữ trong đạo tràng có được cơ hội chấm dứt được các ác pháp ngôn ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Tham Mài Giá, nam mô Sằng Khà Giá, nam mô Rát Tà Nát Tà Giá Sa. Nếu có câu hỏi nào thì nhờ cô Như Quỳnh giữ lại, ngày nữa giờ trong này thấy có cái nít Di Thiện, nếu mà cái vị này mà ở Paris đó thì cho chúng tôi gửi lại thăm Madame Phật Ma Xích ha. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông rất là nhiều. Ngài đã từ bi giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng chúng con, để chúng con có một chút xíu gần đến với lời dạy của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con một lần nữa thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Do phước báo mà chúng con học hỏi và thảo luận, chúng con kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức, nhất là Ngài Liễu Tông. Mong rằng phước này trợ duyên quý Ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp. Là sao? Từng sao xin gì xin gì mà rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, đạo tràng có nghe lại âm thanh Nhật Quỳnh chưa? Dạ, Nhật Quỳnh, cái câu hỏi của Hồng Ngọc Diễn Đông thì nó rất mít rồi. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp. Dạ, chúng con cung thỉnh Ngài Trí Đức sau khi chúng con sám hối kính cung thỉnh Ngài chúc phúc cho đạo tràng. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng ba đà phẳng xung qua ruột tâm ăn buộc thầy vô khá lý tổ đô sơ buộc thâu khả mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng thầm anh cha đưa quy thăng quả răng thầm mê vô khá li tô đổ sâu thầm mô khá ma tu tăng mà măng chọn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đưa quy thô tâm ăn sẵn khê vô khá li tô đổ sâu sẵn khô khả mặt tu tăng mà măng
Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sẽ tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng. Nam mô Bích Tha giá và con kính dân mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha giá, dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Và có thấy tín hiệu của ngài Trí Đức không quý vị? Dạ cảm ơn Trầm Đạo, cảm ơn Nguyên Trang. Dạ cảm ơn Thi An Lạc, dạ quý vị có thấy. Dạ cảm ơn Thi An Lạc, vì là ngài không có trở lại máy rồi. Dạ Nhục Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhục Quỳnh hồi hướng ạ. Dạ. Và đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thụ bề ca rê bơ thi ca rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha quan tu bô chi ta so tình ca rôn tê ta vi ha ra man đa lê thể ra cha mạch cha na qua ca cha phịch ca vô sa ra mi ca đa na bát ti u ba sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ịch sa rê sa ra sa ba na phụ ta su khi ta pha quan tu tê cha la bù cha dê bi cha an đà sam pha qua san se đà cha ta a ta vô pha ba ti ca nếu ya ni căng thẩm ma qua răng ba tịch cha tê sắp bể bi đu khát sa kha rôn tu sang kha văn thả tu chi răng sa tăng thâm mô thầm ma ta ra cha phục ca la sẵn go tu sam ma go và a ta ya cha hi ta am he ra ca thu kha tu sa thầm mô sa bê bị thầm ma cha di nô quýt thỉnh sam ma vừa nãy ya ma thầm ma đi dập bà quê đi tên ngưỡng cầu ca đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp thi tiền bề cũng dân rồi xin hồ độ chư tăng cửa từ ẩn não phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tính nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quần được phần an khương chúng sanh bốn loại không lường noạn thai thấp hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đỏ đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thảy chúng con tăng hóa trong pháp Phật roi giáo truyền. Nam mô Bích Tha giá chúng con thành kính dân hòa phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn lũ 5000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Đạo Quang,
chùa Pháp Vân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tôn đức pháp thể khinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng nhau cả thảy. Y đăng quân nhân ni bana sabat cha yo ho tu, y đăng quân nhân ni bana sabat cha yo ho tu, y đăng quân nhân ni bana sabat cha yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhất là ngài Liễu Tông. Quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, quý cô chú anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Liễu Tông thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành Rome Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai quăng vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ Rome có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng ni, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho Rome Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và kính chào Giang Giang Nhất Hạ phải không? Dạ, cái nick mới quá Nhật Quỳnh không biết đọc. Dạ, hãy quan hỷ cho Nhật Quỳnh ạ. Giờ thì con xin được xuống mic để trong ban điều hành chúng con để bài dạy kinh của chư tăng Tích Lan tụng, và sau đó tụng lễ bái Tam Bảo, và sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rừng. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Trần Đạo và cảm ơn tất cả quý vị anh chị em đạo hữu đã cho những câu hỏi ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Tu Samma Sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Vandami cittiyam sabbang sabbathane supatthittam. Saririka datu mahabodhim buddha rupam sagaram sadat. Vandami cittiyam sabbang sabbathane supatthittam. Saririka datu mahabodhim buddha rupam sagaram sadat. Vandami cittiyam sabbang sabbathane supatthittam. Saririka datu mahabodhim buddha rupam sagaram sadat. Iti biso bhagava arahaṃ sammā sambuddho. Vijjācarana sampanno sugato lokavidu. Anuttaro purisa dhamma sarathi saddha deva manusanam buddho bhagavati. Svakato bhagavata dhammo sannikko akkhareko. Ehi pasiko opanneiko paccattam veditabho.
patipanno bhagavato savaka sangho ujupatipanno bhagavato savaka sangho nyaya patipanno bhagavato savaka sangho samicipatipanno bhagavato savaka sangho yadidam chattari purisa yugani attha purisa pukkala